ảnh đế. Giới thiệu vắn tắt về thời đại giải trí của tôi. Chương 1 Từ điện ảnh học viện bắt đầu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigone Window, Aspigone, Push, khi Trương Nguyên Quân tuyên bố muốn đi tranh thủ vai quy hại nhất đao trong thiên hạ đệ nhất. Không riêng gì đám người chu Á Văn, là tiếng cùng phòng cảm thấy hắn đang mạnh miệng, ngay cả những bạn học khác trong lớp cũng cho rằng không có khả năng chủ nhiệm lớp vương kính tung thì thở dài tỏ vẻ mình cũng bất lực hiện tại ngôi sao hồng kông và đài loan đương đạo người bán doanh thu phòng vé đều là diễn viên hồng kông và đài loan chỉ có điều quy định hợp tác quay phim trong nam nữ chính cần phải có một diễn viên nội địa lúc này mới khiến cho rất nhiều diễn viên nội địa có thể quay được cảnh của đạo diễn hồng kông và đài loan thiên hạ đệ nhất là bộ phim đầu tiên vương kinh lên bắc cầm dao lại là đề tài võ hiệp đứng đầu từ khi tuyên bố lập dự án đã thu hút sự chú ý của rất nhiều khán giả và truyền thông cho đến bây giờ trong giới đại khái biết thiên hạ đệ nhất kể chuyện xưa gì mà tứ đại mật thám đã xác định lý á bồng dịp huyền hai diễn viên nội địa hai nhân vật chính khác dựa theo phong cách làm việc của thành viên tổ chức hồng kông đài loan tuyệt đối sẽ không cho diễn viên nội địa cơ hội nữa không phải không có chủ ý đánh quy hải một đao của năm diễn viên nội địa đoàn làm phim cũng gọi là chiêu mộ công bằng nhưng diễn viên nội địa đi không một ai có thể thông qua thử vai trương nguyên quân năm thứ hai đại học muốn thử quy hải một đau trong mắt người bên ngoài không thể nghi ngờ là người si nói mộng chủ nhiệm lớp vương kính tung cũng khuyên cậu từ bỏ nếu cậu muốn diễn tôi đề cử cậu đến đoàn làm phim liêu trai diễn một vai phụ không thành vấn đề đoàn làm phim của vương kinh vương kính tung thật sự không nói nên lời vả lại thông qua kịch bản lấy được trước mắt mà xem Quy Hải nhất đao phân cảnh rất nhiều, vả lại nhân vật phi thường xuất sắc, nói là nam chính cũng không quá phận. Hiện tại quay phim rất khó khăn, Trương Nguyên Quân vừa lên đã muốn diễn vai nam chính của Vương Kinh, khẩu khí có phải hơi lớn hay không? Bước chân lớn cũng không sợ kéo trứng. Nhưng Trương Nguyên Quân không nghe khuyên, cũng cự tuyệt ý tốt của thầy giáo đề cử mình với đoàn làm phim Liêu Trai Chí Dị. Tôi chỉ muốn diễn vai Đại Hiệp. Trương Nguyên Quân ở trong phòng ngủ phát biểu lời nói hùng hồn tôi còn muốn diễn vai dương quá và quách tỉnh nữa. Chọc cho bạn cùng phòng một trận xem thường. Ai không muốn diễn dương quá cùng quách tỉnh? Nghe nói Trương Đại Hồ Tử muốn quay thần điêu hiệp lữ. Cũng không biết ai nói một câu như vậy. Nếm được ngon ngọt của Thiên Long Bát Bộ, khẳng định rèn sắc khi còn nóng quay thần điêu hiệp lữ. Chu Á Văn biểu môi, cũng không biết cuối cùng ai sẽ diễn dương quá và tiểu long nữ. Trương Nguyên Quân cứ như vậy bị phơi ở một bên, cười khổ nói. Ai, ta muốn đi phỏng vấn Quy Hải một đao. Ngươi gặp thì gặp, dù sao cũng không gặp. Đồng hương gặp đồng hương, gặp mặt đâm một đao. Là đồng hương tỉnh cán, là tiếng không ngại đâm trương nguyên quân một đao. Là tướng mạo không được, hay là khí chất không được, hay là diễn xuất không được. Quy Hải nhất đao là một cái mặt thang, ta diễn không được. Người ta là xem tướng mạo khí chất cùng diễn xuất sao phía trước bao nhiêu diễn viên diện mạo diễn xuất đều tốt đi thử vai kết quả đâu trên mặt sao tứ đại mật thám dùng hai diễn viên nội địa hai người khác khẳng định dùng hồng kông đài loan chu á văn đứng dậy cầm lấy ly nước của mình uống một ngụm nước nóng muốn tôi nói còn không bằng cậu đến đoàn làm phim lưu trai diễn vai phụ cơ hội rất tốt chúng tôi muốn cầu xin thầy vương đề cử còn cầu không được cậu được tiện nghi xuống dốc rồi trương nguyên quân biết bạn cùng phòng nói thật nhưng hắn chính là không buông tha, chính là muốn diễn hiệp khách. Bây giờ tôi phải đi chuẩn bị, tôi cũng không tin tôi không giải quyết được hắn. Người ta là giám chế, chúng ta có thể ngay cả mặt người ta đều không gặp được, ngươi làm sao thu phục hắn? Trương Nguyên Quân thề song sắc nói người miền núi tự có diệu kế, sau đó liền đi ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị đi. Trương Nguyên Quân có diệu kế sao? Có cái rắm. Hắn sống lại trở về tính toán đâu ra đấy nửa năm mới một lần nữa thích ứng sân trường sinh hoạt cùng với đồng học kia từng trương non nớt khuôn mặt đời trước mình không lăn lộn trong giới giải trí cũng chính là trong lúc ở trường cầm giáo viên đề cử diễn mấy vai phụ sau khi tốt nghiệp đã bị cha áp giải về nhà an bài vào đài truyền hình bản địa bưng bát cơm sắt tận hiếu dưới gối cha mẹ sau đó trương nguyên quân thông qua bạn học truyền lời biết được chủ nhiệm lớp vương kính tung của mình đối với mình không diễn trò đáng tiếc một mầm non tốt như vậy đáng tiếc muốn nói cảm thụ lớn nhất khi trở lại trường học không phải là kinh hỷ lâu ngày gặp lại mà là xa lạ hắn đều ly khai trường học bao nhiêu năm sau khi tốt nghiệp hắn ngay cả kinh thành cũng rất ít đến hiện tại một lần nữa trở lại ký túc xá một lần nữa nhìn thấy bạn học là một loại xa lạ rất mất tự nhiên cùng với một loại cảm giác lão thành ưu việt của đám tiểu thí hài các ngươi nhưng thanh xuân luôn tốt đẹp làm lại một lần ít nhất trương nguyên quân cảm thấy cũng không tệ cũng rất nhanh thích ứng với cuộc sống vườn trường chỉ là cậu không muốn đi chơi với bạn học sinh viên học viện điện ảnh hoạt động giải trí rất phong phú nhưng đối với trương nguyên quân lúc này mà nói hắn ăn qua chơi qua đồ vật nhiều lắm hắn đối với những thứ này đã không có bao nhiêu hứng thú hắn hiện tại nghĩ chính là tranh thủ trước khi tốt nghiệp quay một hai nhân vật có thể làm cho người ta nhớ kỹ để cho cha mẹ thấy hắn chọn con đường này là không sai, có thể làm ra chút thành tựu. Như vậy bọn họ mới không có khó hiểu, còn có chuyên ngành dạy diễn xuất đến nỗi ngang ngược áp giải chính mình về nhà. Trở lại vấn đề quy hải nhất đao. Trương Nguyên Quân quả thật không có dịu kế. Bạn học và thầy giáo nói rất đúng, sau khi tứ đại mật thám đã xác định được hai diễn viên nội địa, muốn sắp xếp thêm một nhân vật chính nội địa vào vào giờ này khắc này, gần như không có khả năng tại sao nói gần như, tìm thư uyển v v đúc v đúc. Giao su Xu xuyên. Con mà không phải hoàn toàn không thể. Bởi vì bộ phim này là của Vương Kinh. Người đương thời đối với Vương Kinh có lẽ còn có kính lọc của đạo diễn phim Hồng Kông, Thiên tài Thương mại. Nhưng Trương Nguyên Quân quá rõ tính nết của đám đạo diễn thương mại Hồng Kông này. Thương mại thương mại, nói trắng ra chính là tiền sao. Tiền đã trả đúng chỗ, bọn họ cái gì không làm được nhưng vấn đề là đi đâu kiếm tiền đây cha mẹ không phản đối mình học diễn xuất nhưng cũng không ủng hộ nhiều lấy tiền từ chỗ họ có chút khó khăn hắn cũng không biết xấu hổ mình hơn một năm hai năm nhận quảng cáo và mv tiết kiệm được 20 mươi ngàn tệ cái này cũng không đủ a à? tìm bằng hữu kinh thành mượn bọn họ ngược lại có tiền nhưng bọn họ tụ cùng một chỗ càng nhiều là bởi vì hứng thú hợp nhau không thế nào trộn lẫn tiền tài lui tới mở miệng hướng người ta vay tiền có chút không thể xóa mặt ai lão đầu rõ ràng có tiền vì cái gì quản ta quản nghiêm như vậy trương nguyên quân đối với trường học không khí lạnh than thở hiện tại muốn dùng tiền cũng không có chỗ tìm phú nhị đại lăn lộn đến ta loại trình độ này cũng coi như độc nhất phần trương nguyên quân hai tay nhét vào trong túi ở trong trường học vừa dạo bước vừa nghĩ biện pháp xoay sở tiền bạc lá cây hai bên đường nhỏ đã rụng hết lộ ra cành cây trụi lũi đang kể ra sự đau khổ của mùa đông người đi đường hiếm thấy vô cùng sạch sẽ và yên tĩnh mùa đông phương bắc vẫn làm cho người phương nam trương nguyên quân không thích ứng nhiệt độ chắc chắn là thoải mái nhưng nó quá khô trương nguyên quân mỗi mùa đông đều chảy máu mũi đá hòn đá đi trên đường trương nguyên quân vừa đi vừa nghĩ đi đâu kiếm tiền đột nhiên nghe thấy sau lưng một giọng nữ gọi hắn trương nguyên quân nghe ra kinh hỉ trong lời nói, xem như tìm được ngươi rồi. Nữ sinh ở sau lưng vỗ trương nguyên quân một cái, nhảy đến trước mặt hắn, ngữ tiếu thản nhiên. Chương 2 Bán đồng đội Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, học sinh ở độ tuổi này, có đôi khi rất ti tiện rất nhàm chán. Đặc biệt là chuyên ngành biểu diễn, một đám soái ca mỹ nữ ở cùng một chỗ, luôn có thể truyền ra chút tin đồn. Liên tỷ như khai giảng huấn luyện quân sự xong thì có đồn đã nói trương nguyên quân cùng lớp chu dương cùng một chỗ là chu dương ngược đuổi trương nguyên quân sự thật là chu dương đêm hôm đó quả thật cùng mình thổ lộ nhưng hắn không đáp ứng chuyện này trương nguyên quân không nói với bên ngoài cũng không biết tại sao lại truyền ra ngoài còn nữa nói chu á văn thầm mến lưu nghệ phỉ cái này ngược lại là tin đồn vô căn cứ có chút nguyên nhân là bạn cùng phòng Trương Nguyên Quân quả thật cảm thấy Chu Á Văn đối với Lưu Nghệ Phỉ không giống với những bạn học nữ khác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai mà không thích Lưu Nghệ Phỉ chứ? Hiện tại Lưu Nghệ Phỉ đang đứng trước mặt mình, cười ha hả. Trương Nguyên Quân cảm thấy nàng không có chuyện gì tốt tìm mình. Liếc cô một cái, tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa chế nhạo cô. Đại Minh tin về rồi, quay xong chưa? Lưu Nghệ Phỉ thật sự rất ít khi đến trường, Trương Nguyên Quân cũng không gặp cô mấy lần. Không, Lưu Nghệ Phỉ đi bên cạnh Trương Nguyên Quân, sắp cuối kỳ rồi, đoàn làm phim cho em về thi. Trương Nguyên Quân không chút khách khí cười lạnh nói. À à, ngươi còn biết ngươi muốn thi à, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên mình là học sinh chứ. Là bạn cùng lớp, lại là đại minh tinh, Trương Nguyên Quân đương nhiên cũng rất chú ý đến Lưu Nghệ Phỉ. Tuy nói học viện điện ảnh là vì quay phim vì nổi tiếng, nhưng lưu nghệ phỉ ở bên ngoài quay phim không đi học vẫn khiến trương nguyên quân và một số bạn học khác có chút ý kiến với cô đương nhiên anh cũng biết lưu nghệ phỉ chỉ cần có thời gian sẽ trở về trường học bổ túc ở chung với bạn học trong lớp cũng rất tốt lưu nghệ phỉ không thèm để ý lời nói lạnh nhạt của trương nguyên quân vẫn cười hì hì đi theo anh đi đâu vậy tôi đi căng tin ăn cơm trương nguyên quân nói nhà ăn ăn nhiều không có ý nghĩa Tôi mời cô ăn bếp nhỏ. Lương nghệ phỉ nhiệt tình mời, nồi lẩu thế nào? Trời lạnh thế này, ăn chút nóng cay đi. Trương Nguyên Quân cũng không dễ lừa dối như vậy. Vô sự lấy lòng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lương nghệ phỉ mặt dày cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, không phải chỉ ăn một bữa cơm thôi sao, tôi còn có thể thuốc chết anh. Đi đi, chỗ ngồi của tôi đã định sẵn rồi. Trương Nguyên Quân cũng không phải lo lắng cô sẽ bỏ thuốc cho mình, mà là từ lúc trước anh tiếp xúc có hạn với Lưu Nghệ Phỉ. Lưu Nghệ Phỉ không phải là loại nữ sinh chủ động mời người ta ăn cơm. Hôm nay không da không mặt lại gần, khẳng định có việc. Đợi đã, Trương Nguyên Quân ngồi mông trong quán lẩu mới phát hiện có gì đó không đúng, nói với Lưu Nghệ Phỉ đối diện, mẹ cậu quản cậu nghiêm như vậy, cậu còn có thể ra ngoài mời tôi ăn cơm một mình sao? Mặc kệ cô ấy. Lưu Nghệ Phỉ khoát tay, ân cần gấp cho Trương Nguyên Quân một miếng thịt, nhân lúc còn nóng ăn đi. Trương Nguyên Quân ăn. Lúc này Lưu Nghệ Phỉ mới nói. Em về lớp thi không nói với mẹ. Trương Nguyên Quân hỏi. Vì sao không nói? Tôi cũng sắp 17 rồi, cô ấy còn quản tôi như vậy, không cho tôi đi nơi này, không cho tôi đi nơi kia, phiền muốn chết. Người từng trải Trương Nguyên Quân cười cười, thiếu nữ tuổi dậy thì luôn phản nghịch như vậy. Trong bữa tiệc, lưu nghệ phỉ kể cho trương nguyên quân nghe những trải nghiệm thú vị của mình khi quay phim ở đoàn làm phim tiên kiếm kỳ hiệp truyện còn hỏi trương nguyên quân học kỳ này trường học có xảy ra chuyện gì hay không trương nguyên quân chọn một hai món cho nàng nói ăn đến cuối cùng trương nguyên quân đã bắt đầu rót nước trà cho hai người uống lúc này lưu nghệ phỉ mới nói thầy vương nói với em tiểu phẩm cuối kỳ này còn để em vào nhóm của thầy trương nguyên quân đem chén đặt ở trên bàn ta mặc kệ ta đều sắp xếp không kém nhiều lắm ngươi cắm vào đi không được anh ăn hết cơm rồi lưu nghệ phỉ còn chưa làm chỉ biết cơm này không ngon như vậy đều tự trách mình thèm ăn không hỏi rõ ràng đã tới trương nguyên quân cướp lời tôi với cậu a à a à, không nợ cậu bữa cơm này không được lưu nghệ phỉ làm sao đồng ý thầy vương đã gật đầu rồi tiểu phẩm này của em nhất định phải thêm em một cái tôi đã xếp hàng xong rồi, đài đã đi hai lần rồi, thêm cậu tôi làm sao ăn nói với bọn la tiếng, hơn nữa, thêm cậu cậu diễn cái gì, người của tôi đều đầy rồi. Trương Nguyên quân ý đồ giảng đạo lý với Lưu Nghệ Phỉ. Nhưng Lưu Nghệ Phỉ 17 tuổi hôm nay mời Trương Nguyên quân ăn bữa cơm này, thì không phải nói đạo lý. Anh tùy tiện thả tôi ở đâu cũng được, cuối kỳ tôi cũng không thể không báo cáo được. Lưu Nghệ Phỉ quyết tâm đóng một vai trong tiểu phẩm của Trương Nguyên Quân. Á văn kia còn có thể đóng vai phụ, cậu đi chỗ hắn đi. Không đi. Lưu nghệ phỉ ngẩng đầu lên, lộ ra một cái cổ trắng như tuyết, dù sao em mặc kệ, thầy Vương đã đồng ý em đến tổ của anh rồi, ngày mai hai người đi bộ em sẽ đến. Lưu nghệ phỉ mời Trương Nguyên Quân ăn bữa cơm này, không phải cầu hắn thu lưu mình vào tổ, mà là vì mình ngang ngược chen vào nhân vật để xin lỗi Trương Nguyên Quân. Dù sao tổ này cô cũng đã vào rồi cho dù không mời hắn ăn bữa cơm này thì có thể thế nào đây còn không phải để cho mình diễn một vai sao bất quá cơm vẫn phải mời dù sao giữa chừng gia nhập dù sao cũng phải tỏ vẻ biểu thị lưu nghệ phỉ đang nghĩ tìm lý do gì đó thuyết phục trương nguyên quân cho mình vào tổ bên ngoài phòng bao truyền đến tiếng gõ cửa mời vào trương nguyên quân lập tức đáp lại hắn hiện tại không muốn cùng lưu nghệ phỉ mặt đối mặt đang cần một người tiến vào giảm bớt xấu hổ trang diện tốt nhất có thể để cho hắn tìm cái cớ rời đi chỗ ngồi của trương nguyên quân đối diện cửa ghế lô hắn vừa thấy người tới liền nở nụ cười nói với lưu nghệ phỉ tôi đi toilet anh không được chạy lưu nghệ phỉ nói không chạy cùng tiểu nha đầu ngươi ta chạy cái gì trương nguyên quân tiếp tục cười tiếp theo đứng dậy lưu nghệ phỉ đưa mắt nhìn anh ra ngoài tìm thư uyển ánh mắt chuyển tới cửa đồng tử động đất đó là một phụ nhân xinh đẹp, tóc búi cao cùng khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp đều biểu hiện ra khí chất không tầm thường cùng phẩm cách kiêu ngạo của nàng. Nhưng là phụ nhân lúc này trên mặt tức giận thần sắc làm cho người ta cảm giác nàng tùy thời sẽ đối với nàng trước mắt thiếu nữ trình diễn toàn võ hành. Lưu nghệ phỉ quể oải gọi một tiếng. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Ha ha, ha ha. Trương Nguyên quân cười với Lưu Mama. Hai người nói chuyện đi, hắc hắc sau đó ba bước làm hai bước bước ra cửa đóng cửa lại chuyện của hai mẹ con các ngươi một người ngoài ta sẽ không xen vào trương nguyên quân đi vệ sinh xong ở quầy lễ tân đem hóa đơn mua sau đó liền theo đường cái đi bộ trở về trường học ngày hôm sau trương nguyên quân vẫn thấy lưu nghệ phỉ trong phòng tập luyện nhưng sắc mặt lưu nghệ phỉ không tốt với anh tối hôm qua cô cãi nhau với mẹ một trận cả đêm ngoại trừ giận mẹ còn giận trương nguyên quân trương nguyên quân quay đầu liền đem nàng bán đi hắn thông minh như vậy người khẳng định biết mẹ sẽ không tha cho mình hắn cứ nhiên yên tâm thoải mái mà đi cũng không biết đi vào khuyên hai câu đối với sự gia nhập tạm thời của lưu nghệ phỉ mọi người ngoài miệng hoan nghênh nhưng trong lòng phỏng chừng không vui lắm đều sắp xếp gần nửa tháng nói thêm là thêm quấy rầy tất cả tập luyện phía trước của bọn họ nhưng trương nguyên quân làm tổ trưởng hội diễn cuối kỳ vẫn nói đều là bạn học, giúp đỡ lẫn nhau đi, chúng ta bớt chút thời gian xếp hàng thêm hai lần là được. La Tiến ngồi một bên cười nói. Xếp thêm hai lần. Năm ngoái nghệ phỉ muốn thêm vào, cậu cũng nói như vậy. Chỉ có ngươi có miệng. Trương Nguyên Quân cười nói, vỗ vỗ tay, được rồi, tập luyện đi. Buổi tối ta mời được rồi. Được. Mọi người cùng cười nói. Chương 3 Ta việc truột đâu? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, rất nhiều người đều biết Trương Nguyên Quân muốn đi tranh thủ vai quy hải nhất đao này. Tuy rằng cũng không ông kỳ vọng, nhưng trên mặt vẫn cổ vũ. Nhưng Lưu Nghệ Phỉ đối với chuyện này lại không có lời tốt, miệng rất độc, tuyệt không để ý đến tình cảm thu lưu của Trương Nguyên Quân. Anh biết đánh không? Trương Nguyên Quân cũng không nghĩ tới Lưu Nghệ Phỉ miệng độc như vậy, hay là nói tiểu cô nương tuổi này đều như vậy. Lập tức cũng phản bác, "Ta không biết đánh ta có thể học a, à. ai sinh ra đã biết, không phải đều là học sao?" Kết thúc một ngày tập luyện, để trấn an sự bất mãn của bạn học, Lưu Nghệ Phỉ làm chủ mời bạn học trong tổ ăn một bữa. Đó là những gì mẹ dạy. Mẹ trách cô một mình từ đoạn làm phim chạy về, nhưng không trách cô học thêm và tập luyện tiểu phẩm. Nếu là tạm thời chen vào trong tổ người ta, Mẹ Lưu sẽ dạy con gái phải làm đủ công phu trên mặt. Đối với người khác khách khí một chút, tập luyện xong mời mọi người ăn cơm. Bạn không cô mới không có đầu óc muốn mời bạn học ăn cơm. Tư duy của học sinh còn rất đơn thuần, đều là bạn cùng lớp, cũng không có gì kết thúc. Trương Nguyên Quân và Lưu Nghệ Phỉ hai ngày hai bữa cơm, giải quyết bầu không khí không hài hòa trong tổ. Hơn nữa, Lưu Nghệ Phỉ là người hiếm có trong lớp từng quay phim, lại từng ra nước ngoài kiến thức so với bọn họ nhiều hơn. Lưu Nghệ Phỉ kể cho bọn họ nghe chuyện đoàn làm phim, chưa được hai câu đã dọa bọn họ. Lưu Nghệ Phỉ vừa kể xong chuyện xảy ra mấy ngày trước ở đoàn làm phim tiên kiếm kỳ hiệp truyện, thấy vẻ mặt khinh thường của Trương Nguyên Quân, trừng mắt nói. Trương Nguyên Quân nhếch miệng, cười cười. Cậu nói rất hay. Chính là cậu nói, bộ phim này của các cậu ngay cả năm chính cũng không có đã khởi động máy điều này làm sao khiến người ta tin được. Đám người la tiếng đang ngồi lập tức phụ họa. Chỉ là còn chưa quyết định nam chính đã khởi động máy. Chúng tôi đã quay phim mấy ngày rồi, tôi lừa các cậu làm gì? Lưu nghệ phỉ cố gắng thuyết phục mọi người tin lời anh, không tin chờ nghĩ tôi dẫn các cậu đến đoàn làm phim xem. Lưu Phương Sinh đúng lúc hỏi cô. Nam diễn viên chính của các cô yêu cầu gì vậy? La tiếng cùng mấy nam sinh khác cũng phụ họa, đều muốn hỏi thăm. Nghe bọn họ nói, phải cao đẹp trai, có hiệp khí. Lưu Nghệ Phỉ nói xong quét mắt nhìn một vòng nam đồng bào trên bàn, muốn thử thì đi thử đi, ngay tại Hoành Điếm, mấy ngày nay tôi thấy đạo diễn phỏng vấn mấy nam diễn viên. Các nam đồng bào nghe xong đều rất động tâm, lập tức nói chờ cuối kỳ nghỉ liền hẹn cùng đi Hoành Điếm thử vai, có thể diện mạo tự nhiên tốt, diện mạo không tốt cũng đi đoàn làm phim xem một chút. Nguyên Quân, ngươi cũng đi đi. Là tiếng nói. Tôi không đi, tôi muốn chuẩn bị về biển một đao. Trương Nguyên quân dùng đủ cấp ruột việc lưu nghệ phỉ vừa hạ xuống. Thử thêm mấy lần, người nào thử thì diễn người đó. Lô Phương Sinh cũng muốn kéo anh cùng đến hoành điếm. Trương Nguyên quân vừa định mở miệng, lưu nghệ phỉ kêu lên. Ruột việc của tôi đâu? Tôi vừa mới hạ. Lại thấy Trương Nguyên quân trong bát còn thừa lại một đoạn ruột việc, liền đoán chắc là hắn sớm ăn, liền không thuận theo. Người bồi ta ruột việc để tránh lưu nghệ phỉ khóc lóc âm sầm ngay tại chỗ, Trương Nguyên Quân lập tức nói tiếp, cũng lập tức đứng dậy đi ra ngoài, tôi bảo nhân viên phục vụ thêm hai đĩa có đủ hay không. Trương Nguyên Quân đi ra ngoài thêm đồ ăn nhân tiện đi vệ sinh. Lưu nghệ phỉ nghĩ lại, lẩm bẩm. Không đúng, hôm nay tôi mời khách, anh ta cho tôi thêm hai đĩa xúc xích việc thì sao, nhân tình này lại thành của anh ta rồi. La tiếng vừa ăn vừa cười. Đấu võ mồm với hắn, ngươi không thắng được đâu không tới mấy phút trương nguyên quân bưng hai đĩa xúc xích lớn đi vào tôi đặc biệt bảo bọn họ cho nhiều một chút hai đĩa này bằng ba đĩa của người ta em còn phải cảm ơn anh chứ lương nghệ phỉ vừa ăn xúc xích vừa nói cảm ơn thì không cần sau này tập luyện cậu đừng kéo chân sau chúng tôi là được trương nguyên quân cười nói ngươi ngươi sao lại đáng ghét như vậy là tiếng bổ sung còn có những thứ đáng ghét hơn mà cậu vẫn chưa biết đâu là bạn cùng phòng cậu biết trương nguyên quân có quá nhiều chuyện đáng ghét một đám bạn học đang ăn uống cửa ghế lô đột nhiên vang lên lưu nghệ phỉ theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa cửa mở một cái đầu thò vào lão lưu quản lý quán lẩu nói nhìn thấy cậu tôi suy nghĩ hôm nay cậu tập kịch ở trường không rảnh ra ngoài người tới tướng mạo bình thường ăn mặc bình thường cái đầu không cao nhưng rất cường tráng, tướng mạo hiền lành. Trương Nguyên Quân đứng lên đón, cười nói: "Sắp xếp xong rồi, cùng ra ngoài ăn chút gì. Hôm nay bên cậu thế nào?" Bạn học ngồi đầy chỗ liền nhìn Trương Nguyên Quân cùng người bạn xa lạ này nói chuyện phím. "Còn có thể thế nào, vẫn là mấy người kia." Người tới cười nói. Trương Nguyên Quân không giới thiệu quá nhiều, chỉ nói đều là bạn học cùng lớp với hắn vị đại ca xa lạ này cười cùng mọi người chào hỏi. Được rồi, các ngươi từ từ ăn, ta đi qua. Được, em đi đi, lát nữa anh tới. Đưa người tới, Trương Nguyên Quân chủ động nói. Một người bạn, trong nhà làm ăn nhỏ, cậu ấy quản khối kinh thành này. Trương Nguyên Quân ngồi vài phút, quả thật đi ra ngoài chào hỏi bạn bè. Ở bên kia cũng đợi vài phút, rồi lại trở về. Một đám bạn học ăn đến 10 giờ tối mới rời đi, lưu nghệ phỉ chủ động tính tiền lại được thông báo có người thay cô tính tiền lưu nghệ phỉ nhạy cảm lập tức phản ứng lại là đám bạn của trương nguyên quân làm chuyện tốt không sao trương nguyên quân nói một bữa cơm mà thôi bao nhiêu chuyện thấy xe tới đón lưu nghệ phỉ đã dừng ở cửa quán lẩu trương nguyên quân ở cửa hàng tiện lợi bên cạnh bán một hộp hoa tử đưa cho tài xế anh vất vả rồi trễ thế này còn ra đón người nói xong đưa lưu nghệ phỉ lên xe đoàn người nhìn xe đi rồi mới trở về cứ như vậy đi trở về a à, trương nguyên quân nói nói xong lấy chìa khóa ra cua quơ không phải anh không có xe sao vừa rồi bạn tôi để lại cho tôi một chiếc mùa đông này đi về rất lạnh sau khi lưu nghề phỉ đi đám người trương nguyên quân cả nam lẫn nữ sáu người ngồi trên một chiếc xe đại cát phổ tuy nói có chút chật chội nhưng không ai để ý sáu người rầm rì lái xe về trường bảo vệ buổi tối không cho xe bên ngoài vào. Trương Nguyên Quân lại nhét một bao thuốc lá, quét trở lại mặt, nói mình là khoa biểu diễn. Ngao, cậu chính là giáo thảo mà bọn họ nói. Không ngờ anh bảo vệ còn biết Trương Nguyên Quân, vào đi, đã trễ thế này đừng đi dạo bên ngoài nữa. Trương Nguyên Quân thuận lời lái xe vào trường học, trước tiên đưa nữ sinh đến dưới lầu ký túc xá, lúc này mới cùng la tiếng, Lưu Phương sinh trở về ký túc xá năm sinh. Gần cuối năm, Tiếc ít đi, Trương Nguyên Quân dành nhiều thời gian hơn để tập luyện và chuẩn bị tiền báo cáo cuối kỳ. Hắn muốn chuẩn bị tốt một khoản tiền đi thu phục vương kinh. Cho nên, ban ngày anh tập luyện, buổi tối đi cùng bạn xấu của mình. Lương nghệ phỉ nói như vậy. Uống rượu đón gió thu. Nhưng đám người này rất tinh thông, ăn thịt uống rượu được, muốn từ trong miệng bọn họ khấu trừ tiền ra là thiên nang vàng nang. Lăng qua lăng lại hơn một tuần, hết hạng hội diễn xong tổ trương nguyên quân lấy được tiêu chuẩn, mới gom được 13 vạn. Nghỉ hè, các bạn học về nhà, chạy tổ chạy, trường học rất nhanh liền trống không. Trương Nguyên Quân còn có thể ở lại Kinh Thành vài ngày, vẫn ở trong phòng ngủ chưa đi. Chương 4 Tiên kiếm đoàn làm phim Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, nhờ lúc này Internet cũng không phát triển, Phú Nhị Đại là một quần thể, còn chưa bại lộ trước mặt công chúng. Nhưng Trương Nguyên Quân tiếp xúc với Phú Nhị Đại mà nói, không nói mỗi một người, ít nhất tám phần đều có giáo dưỡng, hơn nữa đặc biệt khiêm tốn. Họ hoặc thay thế, hoặc bắt đầu kinh doanh, hoặc học tập, tất cả đều có việc riêng của họ để làm. Thật sự không có nhiều thời gian và tinh lực đi làm 7V3 như vậy. Trương Nguyên Quân cũng như thế, từ nhỏ mặc dù được sủng ái nhất, nhưng gia giáo cũng nghiêm khắc như vậy, khi còn bé bị đánh không ít, nếu không phải làm mẹ luyến tiếc, nhất định phải giữ một người bên cạnh, năm không hai trương nguyên quân hẳn là sẽ cùng chị gái ra nước ngoài du học. Đối với yêu cầu vay tiền của trương nguyên quân, đám bằng hữu đời thứ hai này của hắn có vẻ phi thường cẩn thận. Thẳng đến khi trương nguyên quân rời khỏi trường học, chuẩn bị xuôi nam về nhà, mới gom góp được 200 ngàn. Trong này còn có 50 ngàn của trương nguyên quân. Trương nguyên quân không trực tiếp về nhà, mà dừng lại ở Chiết giang lúc trước đã hẹn với đám người la tiếng, lưu nghệ phỉ, trước tiên đến đoàn làm phim tiên kiếm kỳ hiệp truyện xem một chút, sau đó mới về nhà. La tiếng, chu Á Văn bọn họ đã ở hoành điếm đợi ba ngày, ngày hôm sau liền cầm giáo viên đề cử tìm người phụ trách đoàn làm phim, nói muốn thử lý tiêu giao. Trương Nguyên Quân sẽ ở lại hoành điếm một đêm, chiều mai lại lên đường về nhà, người đường đối với đám sinh viên học viện điện ảnh này còn rất coi trọng, thấy lại là nữ chính lưu nghệ phỉ bạn học cùng lớp liền để cho bọn họ vào ở đoàn làm phim ở lại khách sạn. Trương Nguyên Quân và La Tiến vào một gian phòng. Không có sau đó, đã nói chúng ta trở về chờ tin tức. La Tiến nói. Trương Nguyên Quân nghe ra La Tiến trong giọng nói mất mát, khuyên giải an ủi hắn. Chờ tin tức liền chờ tin tức thôi, dù sao cũng là nam chính, không được để cho người ta nhìn nhiều mấy cái, suy nghĩ nhiều vài ngày. Năm nay ngươi trở về sao? Hai người Trương La đều là người tỉnh Cán, cùng tỉnh Bất Đồng Thị, cũng gọi là Đồng Hương. La Tiến lắc đầu. Không về, năm nay tôi ở Hoành Điếm tìm cơ hội. Nhìn Trương Nguyên Quân không nhanh không chậm thu dọn hành lý của mình, La Tiến hỏi. Tôi phát hiện cậu không vội chút nào, bạn cùng lớp hoặc nhiều hoặc ít đều quay phim, tuy rằng đều là nhân vật nhỏ, nhưng tốt xấu gì cũng xuất hiện trên TV, cậu thì tốt rồi, quay hết MV quảng cáo đi. Ai nói ta không quay phim, ta không phải muốn đi cạnh tranh Quy Hải nhất đau sao? Còn nói về giao nữa, là tiếng căn bản không nghĩ tới Trương Nguyên Quân có thể trên mặt Quy Hải một đao. Trương Nguyên Quân. Trương Nguyên Quân. Ngoài cửa truyền đến tiếng hô vang dội. Hai người vừa nghe liền biết là Lưu Nghệ Phỉ. Lưu Nghệ Phỉ đứng ở cửa bọn họ, cũng không đi vào. Cậu không diễn à? Hôm nay tôi không đến sớm như vậy mau đi theo tôi đi đâu à đi rồi anh sẽ biết lưu nghệ phỉ nói xong cất bước tiến vào kéo cánh tay trương nguyên quân đi ra ngoài hôm nay lưu nghệ phỉ mặc một chiếc áo lông màu hồng nhạt hít mũi nói hoành điếm lạnh quá em nói với anh anh gặp may rồi trương nguyên quân một bên đi theo nàng một bên hỏi ta đi vận gì thái tổng muốn gặp anh thái tổng thái tổng nào trương nguyên quân không biết họ thái là gì ai nha thái tổng của đường nhân chính là ông chủ của bộ phim tiên kiếm nói như vậy trương nguyên quân liền nhớ tới nàng gặp ta ta cũng không biết nàng nàng tìm ta có thể có chuyện gì tôi nào biết nhưng hẳn là chuyện tốt tôi thấy cô ấy cầm ảnh chụp và tư liệu của anh cười ha hả lương nghệ phỉ dẫn anh xuống một phòng họp nhỏ ở tầng một vào đi biểu hiện thật tốt biểu hiện biểu hiện cái gì không đợi trương nguyên quân nói xong lưu nghệ phỉ đã gõ cửa trong cửa truyền đến câu trả lời mời vào sau đó lưu nghệ phi bỏ đi trương nguyên quân không vào cũng phải vào trương nguyên quân không biết thái nghệ nùng trong quan hệ giao tiếp nhưng hắn biết vị thái tổng này trông như thế nào hiện tại thái nghệ nùng đang ngồi trước mặt mình đi cùng còn có lý quốc lợi và ngô cẩm nguyên có thể nói ba ông chủ có quyền lên tiếng nhất trong đoàn làm phim tiên kiếm kỳ hiệp truyện, hiện tại đều ngồi ở trước mặt Trương Nguyên Quân. Trương Nguyên Quân mơ hồ đoán được ba người bọn họ tìm mình chuyện gì, nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Mà là lễ phép chào hỏi ba người, sau khi Thái Nghệ nùng cười chào hỏi anh, ngồi ở trước mặt ba người, ánh mắt vẫn rất nhu hòa nhìn Thái Nghệ nùng ở vị trí trung gian. Trương Nguyên Quân cũng không kỳ quái Thái Nghệ Nùng làm sao lấy được tư liệu của mình. Thái Nghệ Nùng rất hòa khí nói với Trương Nguyên Quân. Nhập học năm 02 em đã biết anh rồi. Học viện điện ảnh đẹp trai nhất trong 10 năm qua. Đối với loại khích lệ này, Trương Nguyên Quân chỉ cười cười. Thái Nghệ Nùng nói tiếp. Sao không nghĩ tới việc ký hợp đồng với công ty? Hoa Nghệ và Vinh Hưng Đạt đều đã tìm anh đúng không? Đương nhiên, sau Quốc Khánh năm 02, Trương Nguyên Quân nhận được điện thoại của Vương Tinh Hoa. Trương Nguyên Quân giải thích, không vội ký hợp đồng với công ty muốn học vài thứ trước rồi quay phim đối với cách nói này đám người thái nghệ nùng lý quốc lợi chỉ tin tưởng một nửa tin hắn nói muốn học cái gì đó rồi quay phim kỳ thật từ khí phái toàn thân của trương nguyên quân có thể phán đoán ra gia cảnh đại khái của hắn loại tự tin thông dong này không phải gia đình bình thường có thể hung đúc ra loại người này sẽ không dễ dàng ký hợp đồng với công ty để trói buộc mình giống như nữ chính lưu nghệ phỉ Thái Nghệ Nùng dự định dùng Triệu Linh Nhi đổi lấy lưu nghệ phỉ ký hợp đồng với đường nhân. Hiện tại cụ thể còn đang nói. Thái Nghệ Nùng nói tiếp. Bộ phim này của chúng tôi vừa khởi quay, tôi cũng không giấu cô, nam chính của chúng tôi tạm thời còn chưa tìm được. Chúng tôi xem tư liệu của cô, cảm thấy điều kiện các phương diện của cô đều rất tốt, muốn mời cô tới thử lý tiêu giao. Trương Nguyên Quân cười nói. Tôi chưa từng diễn kịch. Không diễn cũng không sao, Lý Quốc Lợi nói tiếp, thành viên tổ chức của chúng tôi rất thành thục, cho dù là người mới chúng tôi cũng có thể dạy tốt. Nếu không là Trương Nguyên Quân có kinh nghiệm, thiếu chút nữa đã tin lời Lý Quốc Lợi. So với thành viên trong tổ, gánh hát thảo đại đường nhân còn không bằng chu dịch. Thái nghệ nùng không hy vọng ba câu này có thể đã động Trương Nguyên Quân, liền đề nghị. Nếu không cậu thử quần áo trước, xem cách ăn mặc. Thái nghệ nùng cũng không hỏi Trương Nguyên Quân có nguyện ý diễn hay không, trực tiếp đẩy anh đi thử trang điểm. Bởi vì vấn đề thời gian, Trương Nguyên Quân không trang điểm, cũng không đội mũ trùng đầu, chỉ thay quần áo và bội kiếm của Lý Tiêu Giao trong phim. Đạo phục hóa của đường nhân trong giới vẫn không tốt lắm, rất rõ ràng là phong cách ăn mày, thẩm mỹ không online còn chưa tính, chất lượng còn không tốt. Trương Nguyên Quân nhìn mình rất giống thiếu ban chủ cái ban. Nhưng dáng người cao ngất cùng tỷ lệ thân thể hoàn mỹ của Trương Nguyên Quân, cùng với khuôn mặt tuấn giật, thật sự đem bộ ăn mày này mặc ra hiệp khí ngang ngạnh. Ba người thái nghệ nùng, Lý Quốc Lợi dám vỗ ngực nói mình đã gặp vô số diễn viên, tìm thư uyển, soái ca mỹ nữ cũng gặp vô số, nhưng cổ trang của Trương Nguyên Quân là một trong những phong cách nhất mà bọn họ từng gặp. Hai người thái lý liếc mắt nhìn nhau, lại cùng ngô cẩm nguyên nhỏ giọng nói hai câu. Ba người đều cảm thấy đây là lý tiêu giao mà bọn họ muốn tìm. Phần thưởng thức này cũng bị Trương Nguyên Quân mẫn cảm bắt được thái nghệ nùng chỉ lặp lại một lần nói anh rất phù hợp với điều kiện của lý tiêu giao anh cảm thấy em có thể suy nghĩ một chút ngữ khí của thái nghệ nùng vẫn thản nhiên như cũ cô muốn chiếm thế chủ đạo trong cuộc đàm phán này thì không thể biểu hiện quá nhiệt tình và vội vàng cậu còn đang đi học trong thời gian ở trường có thể diễn vai chính là một cơ hội vô cùng tốt thái nghệ nùng rõ ràng đã từng làm bài tập của trương nguyên quân tôi biết cậu đang chuẩn bị thử vai cho thiên hạ đệ nhất. Trương Nguyên Quân lắc đầu. Chưa từng chơi. Chưa chơi cũng không sao, Lý Tiêu Giao cũng là đại hiệp, diễn cũng rất thú vị. Trương Nguyên Quân trong đầu thật sự đang suy nghĩ thái nghệ nùng đề nghị, nhưng là hắn không có bị xử nữ tác tự diễn nhân vật chính, vui sướng làm cho choáng ván đầu óc, mà là rất bình tĩnh hỏi thái nghệ nùng. Nếu như ta đáp ứng diễn Lý Tiêu Giao, điều kiện là gì? Điều kiện, Thái Lý Ngô ba người đều không nghĩ tới Trương Nguyên Quân sẽ đưa ra vấn đề này. Trương Nguyên Quân cười giải thích. Tôi cảm thấy tôi không phải loại người may mắn từ trên trời rơi xuống, nhân vật chính này cho tôi, các người nhất định còn có điều kiện. Thái Nghệ Nùng nhìn thấy Lão Thành ở thiếu niên 19 tuổi non nớt trước mắt, cô bắt đầu nhìn thẳng vào anh. Em hy vọng anh có thể ký hợp đồng với đường nhân, trở thành nghệ sĩ của công ty chúng em. Chương 5 Rời đi về sau bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, Thái Nghệ nụng cho rằng bất cứ sinh viên khoa biểu diễn nào cũng không thể cự tuyệt lời mời này của mình. Nhưng hôm nay, cô đã bị từ chối bởi một sinh viên năm 29 tuổi. Tôi sẽ không ký hợp đồng môi giới trong một thời gian. Cậu không cần trả lời tôi nhanh như vậy, cậu có thể suy nghĩ thật kỹ, đây dù sao cũng là một cơ hội rất khó có được, có lẽ liên quan đến sự nghiệp diễn xuất cả đời của cậu. Thái Nghệ Nùng vẫn kiên nhẫn khuyên bảo. Trương Nguyên Quân đương nhiên biết diễn vai Lý Tiêu Giao có ý nghĩa như thế nào, hắn cũng biết Thái Nghệ Nùng không nói dối, vai diễn Lý Tiêu Giao này quả thật liên quan đến diễn viên, sự nghiệp diễn xuất cả đời. Lý Quốc Lợi ở một bên cũng hài lòng với Trương Nguyên Quân, cũng khuyên hắn. Cậu có thể gọi điện thoại về hỏi ý kiến cha mẹ, ký hợp đồng với công ty dù sao cũng là chuyện lớn. Trương Nguyên Quân thấy đối phương cho mình thời gian suy nghĩ, lập tức thu hồi lại một chút. Được rồi, ta suy nghĩ một chút, cũng hỏi ý kiến cha mẹ. Tin tức trương nguyên quân thử vai Lý Tiêu Giao lan truyền nhanh chóng. Nghe nói là Thái Tổng và Lý Đạo tự mình thử vai. Học viện điện ảnh không hay, đẹp trai đến không chịu nổi. Thái Tổng vô cùng hài lòng với hắn. Đối với tin tức này, Lưu Nghệ Phỉ lại càng đắc ý. Tôi đề nghị nó. Kỳ thật cô chỉ giúp Thái Nghệ nùng đi gọi người, tư liệu của Trương Nguyên Quân đã sớm ở trên bàn Thái Nghệ Nùng. Cho nên, buổi sáng ngày hôm sau, một đám bạn học của Trương Nguyên Quân đến đoàn làm phim chính thức thăm lưu nghệ phỉ, rất nhiều người trong đoàn làm phim cố ý vô tình đều nhìn Trương Nguyên Quân nhiều hơn. Quả thật rất đẹp trai. Thế nhưng, ăn cơm trưa xong, sau khi đoàn làm phim khởi công lại, Trương Nguyên Quân liền gọi xe rời khỏi hoành điếm về nhà. Thái Nghệ Nùng trước tiên biết được tin tức, trong lòng khẽ thở dài hữu duyên vô phận mầm non tốt như vậy về sau nhất định có thể nổi tiếng không thể ký được trương nguyên quân tất nhiên là một chuyện đáng tiếc nhưng trước mắt còn có chuyện trọng yếu hơn cần nàng làm chính là ký hợp đồng với lưu nghệ phỉ nữ chính đều cho không tin cậy không ra miệng mẹ cô trương nguyên quân rời đi đáng tiếc nhất chính là thái nghệ nùng tức giận nhất chính là lưu nghệ phỉ buổi tối cô đóng phim cùng đám người chu Á Văn la tiếng ăn cơm mới biết được Trương Nguyên Quân về nhà. Ăn cơm xong liền nhốt mình trong phòng hờn dỗi. Tức chết ta rồi. Tôi còn đề cử anh ta với Thái Tổng, anh ta cư nhiên một chút cũng không biết quý trọng. Cơ hội diễn vai nam chính thật quý giá, có nam diễn viên nào ở trường học có thể diễn vai nam chính? Người này thật không biết tốt xấu. Không phải ý vào bộ dạng đẹp trai lại có tiền sao, chứng mắt lý tiêu giao rồi. Như thế nào? cùng ta diễn trò khuất phục tài của hắn sao? Khi Lưu Nghệ Phỉ còn ở trong phòng mắng Trương Nguyên Quân, có cái gì không dậy nổi, báo cáo cuối kỳ muốn sắp xếp nhân vật cũng không muốn, nhìn bộ dáng kia của hắn, chán ghét muốn chết, Trương Nguyên Quân đã kéo vali vào nhà. Cha tôi đâu? Trương Nguyên Quân đặt túi xuống, rửa tay ăn cơm. Đi học ở Ma Đô. Mẹ nói, mặc kệ nó, năm trước đi công tác lần cuối cùng. Chúng ta ăn cơm. Mẫu thân đặc biệt giữ lại cơm chờ nhi tử trở về cùng nhau ăn. Trương Nguyên Quân nghĩ về nhà, cũng không có vì hắn cố ý chuẩn bị cơm nước, chỉ là mẫu thân tự mình xuống bếp làm một mặn một chay hai món ăn. Bọn họ chính là muốn về cũng không về được. Mẹ vừa ăn vừa nói, mẹ đã nói đừng đưa ra nước ngoài, người một nhà ngay cả năm cũng không qua được. Đồ ăn trong nhà cũng không được ăn, bên ngoài có thể có cái gì ngon ăn. Một nguyên nhân quan trọng khiến mẫu thân luyến tiếc đại ca nhị tỷ xuất ngoại chính là ngày lễ ngày Tết không thể đoàn viên. Hai đứa nhỏ một năm không về được mấy chuyến, thức ăn bên ngoài không ngon bằng trong nhà. Nói đến đây, mẹ có một bụng bực tức. Hai bên lại có chênh lệch múi giờ, điện thoại cũng không dễ gọi. Kỳ thật chủ yếu là không dễ liên lạc với anh trai ở Mỹ, chị hai ở Pháp, chênh lệch múi giờ giữa Trung Quốc và Pháp 7 tiếng còn không đến mức không tiện liên lạc trương nguyên quân tính toán thời gian nói nghỉ hè đi một chuyến là được lên máy bay ngủ một giấc là tới muốn lão đại đi pháp nếu không để lão nhị đi mỹ dù sao bọn họ cũng nghĩ mẹ không đi bà trương không muốn hai đứa nhỏ phải có lương tâm nghỉ phép rồi tự mình trở về còn muốn mẹ đi trương nguyên quân lại có chủ ý nếu không em mở một cửa hàng ở mỹ và pháp sau này em sẽ lấy danh nghĩa đi công tác trương nguyên quân vừa nói như vậy không ngờ mẫu thân thật đúng là nghe lọc tai. Nhiều năm sau, sự nghiệp ăn uống của Trương gia ở nước ngoài rất phát đạt, Trương Nguyên Quân vẫn cảm thấy có một phần công lao của mình. Bà Trương cũng rất bận rộn, nếu không hôm nay con trai trở về, bà cũng sẽ không về nhà sớm như vậy. Cơm nước xong, Trương Nguyên Quân còn nói lát nữa ngoan ngoãn, bồi mẹ già ngồi một chút, xem tivi một lát. Không ngờ, cơm nước xong, bà Trương liền ra ngoài làm việc. Nói đến nửa đêm mới trở về Căn nhà lớn Chỉ còn lại Trương Nguyên Quân và Bảo Mẫu Trương Nguyên Quân tự giác không có ý nghĩa Ở trong ngăn kéo tủ TV Tìm một đĩa CD Bỏ vào trong DVD Lại rót một ly nước nóng Cả người vùi vào trong sofa Có tư có vị mà nhìn Hiện tại download trên mạng còn chưa có hưng thịnh Mua đĩa CD vẫn là chủ lưu Về phần có phải bản chính hay không Dù sao cũng là ở ven đường đặt âm nhạc mạc danh kỳ diệu Trong cửa hàng 10 đồng một tấm mua không chú ý nhiều như vậy. Trương Nguyên Quân mở to mắt nhìn nửa giờ, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Vì thấy cậu buồn ngủ, liền thúc giục cậu rửa mặt sớm một chút, đi ngủ sớm một chút. Trương Nguyên Quân ngoài miệng đáp ứng, nhưng không có ý đứng dậy. Tivi trình diễn cũng không biết là phim gì, đoán chừng là ba tùy tiện mua đĩa. Tiếng nhắc nhở tin nhắn của điện thoại di động tạm thời làm Trương Nguyên Quân kinh ngạc. Là la tiếng gửi cho anh. Anh chết chắc rồi. Lưu nghệ phỉ ghi hận anh, buổi tối ăn cơm biết anh không cáo mà biệt, mắng chửi đỉnh đạt. Trương Nguyên Quân trả lời hắn. Tiểu cô nương, tính tình nóng nảy, mặc kệ nàng. Trương Nguyên Quân cũng không quen với sự kiêu ngạo của Lưu Nghệ Phỉ. Nhưng điều anh không biết là, là tiếng gửi tin nhắn trước mặt Lưu Nghệ Phỉ. Câu trả lời của Trương Nguyên Quân bị Lưu Nghệ Phỉ nhìn không sót một chữ. Nhà tiểu cô nương. Tính tình nóng nảy. Lưu Nghệ Phỉ cảm giác một cổ tức giận vọt tới ngực, tìm thư uyển hôm nay nhất định phải phát ra, nếu không sau này còn lăn lộn trong lớp như thế nào. Sau đó cô không chút suy nghĩ, lấy điện thoại di động của mình ra đâm qua. Câu đầu tiên mở miệng chính là Người nói rõ ràng cho ta, ta sao lại nóng nảy như vậy? Trương Nguyên Quân nhận được điện thoại một chút cũng không hoảng hốt, ngược lại trêu chọc nàng. Ngươi xem ngươi bây giờ như vậy, còn không kêu tính tình lớn ta đây là bị ngươi bức. Ta chỉ nói một câu, ngươi liền gọi điện thoại tới mắng ta, còn nói mình tính tình không lớn. Nhưng Lưu Nghệ Phỉ cũng là một người tàn nhẫn, cô làm sao nghe lời Trương Nguyên Quân. Em mặc kệ, anh phải xin lỗi em. Ta dựa vào cái gì cho ngươi xin lỗi? Trương Nguyên Quân cảm giác mình cũng là có bệnh, đêm hôm khuya khoắt cùng một cái 17 tuổi tiểu cô nương gọi điện thoại đấu võ mồm. Hai đời làm người, đều sống đến trên người chó. Lưu Nghệ Phỉ thấy anh không xin lỗi, liền lật lại nợ cũ ban ngày chất vấn anh vì sao không nhận lời mời của Thái Nghệ Nùng. Cô ấy muốn ký hợp đồng với tôi, tôi không muốn ký công ty quản lý, đàm phán không được, chỉ đơn giản như vậy. Trương Nguyên Quân giải thích. Cơ hội năm chín thật tốt, cứ như vậy không còn, anh không tiếc sao? Đáng tiếc à? Nói không đáng tiếc ai cũng không tin. Bất quá chỉ là một năm chín, tôi sớm muộn gì cũng có thể diễn tâm tình trương nguyên quân rất tốt. Ngươi có biết hay không, ngươi sau khi đi, buổi chiều tới hai cái ma đô hí kịch học viện học sinh, ta nghe nói một cái trong đó thử lý tiêu giao, thái tổng cũng rất ưa thích, muốn cho hắn diễn. Lưu nghệ phỉ đang muốn nói bây giờ anh hối hận còn kịp, ai ngờ trương nguyên quân lại nói tiếp. Anh ấy khỏe thì cứ để anh ấy diễn. Không nói nữa, đi cả ngày đường, buồn ngủ muốn chết, tôi đi tắm đây. Lưu nghệ phỉ nghe tiếng ồn ào trong ống nghe, răng sắp nghiến nát rồi. Chương 6 Hồi hương ngẫu thư một. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, thật kỳ quái, tựa vào sofa đã muốn ngủ, chờ tắm rửa xong, đứng đắn nằm ở trên giường, trương nguyên quân lại tinh thần đến có thể đánh chết một con trâu. Ánh mắt trừng như chuông đồng, kinh ngạc nhìn trần nhà, trương nguyên quân mơ mơ hồ hồ suy nghĩ rất nhiều chuyện. Trong lúc mơ mơ màng màng, điện thoại lại vang lên. Trương Nguyên Quân phát hỏa một cái liền nổi lên. Vừa muốn ngủ, ai không có ánh mắt như vậy, quấy nhiễu mộng đẹp. Cầm điện thoại di động lên nhìn, là một phong thư đến từ Pháp, đồng thời sao chép cho một hòm thư của Mỹ. Khi nào thì Pony có đàn chim cánh cục? Nhiều người liên lạc dùng hòm thư quá phiền phức, nước ngoài dùng phòng chat cũng không tiện. Chị gái ở nước Pháp xa xôi gửi email tới đơn giản là biết em trai hôm nay về nhà như thường lệ ân cần thăm hỏi một tiếng. Ban ngày ban mặt bên các ngươi, trong nhà đã 12 giờ, có chuyện gì có thể ngày mai nói hay không a à? từ trong hàng chữ này đều có thể nhìn ra trương nguyên quân mệt mỏi cùng bất mãn đối với lão đại lão nhị nửa đêm gửi tin nhắn quấy rầy hảo mộng. Nhị tỷ trương nguyên anh tìm hắn có thể có chuyện gì, chỉ nói. Ngươi ở nhà gửi chút đồ ăn cho ta và lão đại, thịt khô lạp xưởng vịt bản gì đó, gửi nhiều một chút chỉ vì chút chuyện này mà nửa đêm anh gọi em dậy. Không nói mẹ cũng gửi cho anh. Đệ đệ gửi càng thơm càng ngon, ngoan. Sau khi Trương Nguyên Anh ở Pháp xa xôi không nhận được email trả lời của em trai, nghĩ đến không kiên nhẫn ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Trương Nguyên Quân đem chuyện tối hôm qua cùng đại ca nhị tỷ nói cho mẫu thân. Lúc này mẫu thân mới bắt tay chuẩn bị, vừa thu dọn vừa mắng con. Năm mới không về, ăn thì phải ăn của ta trương nguyên quân và dì bảo mẫu trợ thủ cho mẹ ở phố người hoa đều có mua bọn họ tự mua là được nhất định phải ăn đồ trong nhà làm đẹp bọn họ bên ngoài mua có thể có đồ ăn ngon của nhà mình sao chị con thích ăn thịt khô nói xong liền nhét thêm hai miếng thịt khô vào trong túi năm nay lạp xưởng không tốt thịt mỡ nhiều lắm ba con không thích ăn trang trí cho lão đại nhiều một chút sao không cho lão nhị thêm mấy cái xúc xích trong túi chị chỉ có hai cái xúc xích. Con gái ăn nhiều thịt mỡ như vậy làm gì, béo lên ai cần cô ấy. Ăn hai cái cho đỡ thèm là được. Ai, hạt dưa cũng đựng mấy cân, năm nay xào không tệ, muối vừa vặn. Trước khi trương nguyên quân ra cửa, mẫu thân còn không quên dặn dò. Cái này là của lão đại, cái này là của lão nhị, đừng lẫn lộn. Biết biết. Phí hậu cần còn đắt hơn hai bao này nhiều đồ tốt như vậy chúng ta giữ lại ăn không ngon, đút cho hai người bọn họ làm gì? Chị con không có ở đây con mới dám nói như vậy, con có bản lĩnh nói trước mặt chị con, chị ấy không đánh con. Mẹ Trương đưa mắt nhìn anh ra cửa. Đóng gói phát hậu cần hàng không, Trương Nguyên Quân đều xuất lực, cho nên lão đại cùng lão nhị phải trả giá thật lớn. Vì thế, đêm đó, Trương Nguyên Quân liền liên lạc với đại ca và nhị tỷ thân ái của mình đem mình nhìn trúng một nhân vật, nhưng quẩn cảnh không có tiền khơi thông phương pháp nói cho bọn họ biết. Ba mẹ không trả tiền sao? Ba ước gì con không quay phim ở trường, chờ tốt nghiệp ba sẽ có lý do kéo con về nhà, ba sẽ không trả tiền. Ngươi còn kém bao nhiêu? Ngươi hỏi lời này chính là đại ca. Hiện tại trong tay tôi chỉ có 20 vạn, làm chuyện này phỏng chừng phải mất 7-8 vạn. Chị đi đâu kiếm cho em 7 chục vạn đây? chị hai nói em hỏi anh nửa tháng trước anh cũng có thể đưa tiền cho em anh trai nói chuyện vẫn ấm áp như vậy nhưng gần đây anh cùng bạn học làm một hạng mục tiền đều đầu tư vào không có việc gì chuyện tiền anh sẽ nghĩ biện pháp em khai giảng anh sẽ gọi cho em cùng lắm thì anh nói với ba mẹ anh muốn dùng tiền cuối cùng vẫn là chị hai hỏi thêm một câu cái đoàn làm phim gì kia của cậu có đáng tin không dựa vào bản lĩnh thử vai không vào được sao còn phải đi thông qua quan hệ bình thường vai phụ ta đi điện ảnh học viện quan hệ lại thử vai đi qua sân khấu vấn đề cũng không lớn lần này ta thử chính là nhân vật chính ta một cái chưa từng quay phim sinh viên không tốn chút tiền người ta dựa vào cái gì để cho ta diễn nhân vật chính đạo lý là như vậy thủ đoạn của trương nguyên quân cũng không quan minh chính đại nhưng anh trai vẫn khuyến khích anh có quan hệ vẫn tốt hơn không quan hệ nhưng cũng phải tự chúng ta có bản lĩnh nếu không diễn hỏng cũng không xứng đáng với công việc của mấy trăm người trong đoàn làm phim cái này tôi biết nếu tôi không có lòng tin diễn tốt cũng không có mặt mũi đi quan hệ này em có lòng tin là tốt rồi chuyện tiền để anh giải quyết em ở nhà chăm sóc ba mẹ cho tốt trong khoảng thời gian ở nhà trương nguyên quân cũng không buông lỏng mình chưa từng quay phim võ hiệp động tác khẳng định là khuyết điểm lớn nhất của mình cho nên mấy ngày trước Trương Nguyên Quân đặc biệt tìm huấn luyện viên của một trường võ thuật bản địa học một ít động tác cơ bản. Còn cố ý yêu cầu huấn luyện viên dạy mình một bộ quyền. Kiêu ngạo, nhưng đùa dẫn ít nhất làm cho người ta cảm thấy mình có chuẩn bị. Trương Nguyên Quân cái đầu cao, huấn luyện viên dạy hắn một bộ thông bối quyền, đánh nhau bùm bùm rung động, rất là đẹp mắt. Ngày 28 tháng chạp, cha từ nơi khác trở về. Bây giờ còn không hứng đặt cơm tất niên ở bên ngoài, khách sạn trương gia lúc này đã không còn nhiều việc làm ăn cha vừa trở về liền phát tiền cho nhân viên công ty nghỉ phép trương phụ là người cha nghiêm khắc truyền thống chỉ là hiện tại con cái đều lớn không cần ông quản giáo như thế nào tính tình thu liễm rất nhiều về nhà theo thường lệ hỏi bài tập của cậu ở trường tìm thư uyển nói không cho cậu học biểu diễn cậu cũng không nghe bây giờ nếu đã học thì làm cho tốt trương nguyên quân nghe xong nhưng chưa nói được hai câu cha Trương đã đổi đề tài. Học tập không thể lạc hậu, nhưng chuyện cá nhân con cũng phải lưu ý. Tôi mới 19 tuổi. Trương Nguyên Quân nói. 19 làm sao vậy? Khi đó trong nhà chúng ta đã bắt đầu cầu hôn rồi. Cô cả 19 của con đã mang thai chị con rồi. Thời điểm mấu chốt còn phải xem lão nương. Hiện tại thời đại nào, còn nói bộ này. Người hiện tại đọc sách đến hai ba mươi, người không hiểu thì đừng dạy loạn. Em không muốn anh ấy kết hôn ngay bây giờ, có thể nói chuyện trước, nói hai ba năm, tốt nghiệp mang về. Kết hôn sớm vẫn tốt hơn, lập gia đình trước lập nghiệp mà. Người có công phu này, không bằng thúc giục lão đại, lão đại 24, nên kết hôn. Trương Nguyên Quân quyết đoán đem xa xôi nước Mỹ đại ca bán. Ông Trương chăm một điếu thuốc, quay đầu nói với vợ, con gái của thư ký Triệu cũng du học ở Mỹ, nhỏ hơn lão đại nửa tuổi nhà bọn họ cũng muốn kết hôn sớm một chút, tháng trước đã nói hai người nhỏ có thể làm quen một chút. Bà Trương dời mắt khỏi tivi. Tôi từng thấy cô gái đó, có vẻ hơi thấp. Cũng không thấp, một mét sáu thiếu chút nữa. Phụ thân áp chế một cái, nương áp chế một ổ, mẫu thân tương đối nhìn trúng bề ngoài, cả nhà thư ký triệu không có ai cao hơn một mét bảy, lão đại một mét tám, giống như cây ô thụ, phối thấp như vậy, ta lo lắng hậu nhân không cao cha cũng không đồng ý với quan điểm của mẹ, chúng ta làm cha mẹ không phải ở giữa giới thiệu, có được hay không còn phải xem hai người bọn họ. Chờ qua năm mới tôi sẽ nói với thư ký triệu, để hai người nhỏ gặp mặt trước ở Mỹ. Cũng được. Mẫu thân cũng không ngăn cản nhiều. Chương 7 Hồi hương ngẫu thư hai. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push, sau khi ba huynh mùi hiểu chuyện, tình huống trong nhà đã có chuyển biến tốt đẹp cha mẹ coi trọng giáo dục liền để cho ba anh em mỗi người đều học một môn nghệ thuật không cầu coi đây là nghề nghiệp chỉ hy vọng học chút gì đó tao nhã bồi dưỡng tình cảm sâu đậm lão đại chọn âm nhạc đàn dương cầm violin chơi cũng không tệ tuy rằng cuối cùng hắn học máy tính cũng không dùng được âm nhạc từ tiểu học lão nhị trương nguyên anh biết vẽ tranh hiện tại ở pháp học thiết kế coi như không lãng phí bút mực chà đạp khi còn bé trương nguyên quân tiểu học năm thứ ba trường học mở thư pháp khóa mỗi tuần một tiết hắn liền theo viết mười mấy năm chữ cho tới bây giờ phụ thân đối với trương nguyên quân học thư pháp rất là tán thưởng lúc còn trẻ hắn đã thích viết chữ chỉ là lúc hắn đọc sách không có điều kiện không thể bái một lão sư tốt học một cách có hệ thống trương nguyên quân học thư pháp nhưng cùng lão sư hiệp hội sách địa phương nghiêm túc khổ luyện vài năm Câu đối xuân năm ngoái đều là phụ thân chấp bút, năm nay phá lệ để cho trương nguyên quân viết. Đại môn ngươi tới viết, xem ngươi năm nay có hoàng phế hay không. Viết hay lắm, năm nay tiền mừng tuổi cho ngươi thêm mấy trăm. Trên bàn trải giấy đỏ rắc vàng, bút cùng mực đều chuẩn bị tốt đặt ở một bên. Năm nay viết gì? Con xem viết đi, phải nhã tục cùng thưởng thức. Phụ thân cố ý khảo nghiệm trương nguyên quân. Vậy còn không đơn giản hòa thuận nhất môn có bách phúc, hai chữ bình an đáng giá ngàn vàng. Trương Nguyên Quân mở miệng nói. Phụ thân liếu lưỡi. Câu đối này so với ta còn lớn tuổi hơn, bao nhiêu năm rồi, còn viết. Hỷ cư bảo địa thiên miên vượng, phúc chiếu gia môn vạn sự hưng. Quá tầm thường. Con học những thứ này ở trường. Ông Trương không thể không xem xét lại học vấn trong bụng con trai. Ta có một người nhã nhặn. Thủy lưu mặt cho cấp cảnh thường tỉnh, Hoa lạc mặc dù thường ý tự nhàn. Hoành phi Sa mã vô huyên, Trương Nguyên Quân rất đắc ý với câu đối này, nhưng phụ thân vẫn không hài lòng. Nhã là đủ nhã, nhưng cái này giống như là thư phòng liên, lễ mừng năm mới dáng không thích hợp. Tục thì con chơi tục, nhã thì con lại nói không thích hợp. Mẫu thân ở một bên ủng hộ nhi tử, Trương Nguyên Quân đầu óc giật mình, cười nói ta có một câu đối, đại tục đại nhã. Phóng thiên chi pháo, đem quỷ nghèo hông khô, mấy năm qua bị tiểu nô tài này, quấy nhiễu ta một đôi tay không, đốt ba nén nhang cao, đem thần tài tiếp vào, từ nay về sau nguyện ngươi lão phu tử, phù hộ ta mười vạn cuốn eo, hoành phi há có thể cao nhuận xuân hàng. Thế nào, ta dám viết ngươi dám dán sao? Trương Nguyên Quân trêu tức cười nói. Câu đối xuân đầy đường không phải đều có ý này, cha dùng con viết cha cũng cười. Người mẹ chế nhạo nói. Con tốt nghiệp trung học, trước mặt sinh viên học vấn cái gì? Để con trai viết, viết cái gì mẹ dán cái đó. Trong thôn cùng tuổi với tôi, 10 người thì có 8 người mù chữ, tôi học trung học đã coi là bằng cấp cao rồi, nếu không chính sách lúc đó không cho phép, tôi sẽ thi không đậu đại học. Nói con hai câu còn không vui, chút chuyện vớ vẩn này nói mấy chục năm, mẹ nghe chán rồi. Nhanh chóng viết viết dán ra ngoài mẹ đi nấu cơm mẹ nói xong liền xoay người vào phòng bếp hai cha con viết xong khi một cái thang nhỏ do trương nguyên quân dán câu đối xuân trương nguyên quân không đón năm mới ở phương bắc nhưng ở quê mình đón năm mới cho tới bây giờ cũng không giống như xuân vãn nói nhân dân cả nước vừa ăn cơm tất niên vừa xem xuân vãn nhà trương nguyên quân bốn giờ rưỡi chiều còn chưa tối đã bắt đầu ăn cơm trương nguyên quân bội cha mẹ uống chút rượu ăn được một nửa, chuông điện thoại di động của cha mẹ song song vang lên. Không cần nghĩ, nhất định là lão đại lão nhị đã hẹn đánh về. Còn nhớ rõ năm ngoái, cũng chính là năm thứ nhất chị hai ở nước ngoài đón năm mới, ở trong điện thoại kèm theo pháo 30 gào khóc. Năm này Trương Nguyên Quân lại lấy chuyện này ra dễu cợt cô, Trương Nguyên Anh tức giận kêu to trong điện thoại di động. Mẹ, thầy con đánh hắn. Mẫu thân hung hăng vỗ lên lưng Trương Nguyên Quân con cũng dám cách điện thoại gọi có bản lĩnh chờ con bé trở về việc nhà đều là những thứ rất vụn vặt rất không có dinh dưỡng mẹ gọi điện thoại nói cho hai đứa con ở bên kia đại dương cầm tất niên năm nay bà đã làm món gì chỉ có ba con và lão tam cùng ăn không làm nhiều chỉ có sáu bát lâm lâm nhà bác cả mang bạn trai về đón năm mới rồi đừng quên gọi điện chúc tết bà nội và ông bà ngoại nửa tháng trước đã hỏi lão đại lão nhị năm nay có về không cùng bạn bè người hoa đón năm mới cũng tốt náo nhiệt còn nữa gửi đồ cho hai người có nhận được không trường học không tiện khai hỏa thì mang đến phố người hoa trả chút phí gia công để họ làm đừng keo kiệt gọi thêm mấy bạn học giáo viên cùng ăn các cậu có nghe thấy không nghe được nghe được hai người trương gia lớn tiếng đồng thanh nói nói với ba con đi tôi không có gì để nói ông trương đối với điện thoại cũng không biết nói cái gì các con ở bên ngoài đừng gây chuyện học cho tốt cứ như vậy cúp máy tôi ăn cơm con là người mạnh miệng cúp điện thoại mẹ trách cứ cha đêm qua còn than thở nói hai người lớn không có ở đây trong nhà không đủ náo nhiệt bây giờ bảo con nói con lại không nói người đều không có ở đây cách điện thoại tôi nói cái gì ăn cơm ăn cơm ăn cơm xong cha ngồi ở phòng khách hút điếu thuốc rồi đi ra ngoài. Lại đi đánh bài với ai? Mẫu thân vừa thu dọn vừa nói, ghế trong nhà nóng mông, một phút cũng ngồi không nổi. Tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc. Giao su xuyên chấm công người mẹ bỏ bát đổ vào bồn rửa chén, lau sạch bàn, hỏi con trai. Lát nữa con ra ngoài nhé. Tôi không ra ngoài, tôi xem xuân vãn. Mông trương nguyên quân đã ngồi trên sofa, chuẩn bị lấy điều khiển từ xa mở tivi. Tốt lắm, ngươi rửa bát đi. Ta ra ngoài một chuyến. Còn nói ba em, anh cũng muốn ra ngoài chơi mạt chược. Trương Nguyên Quân cười nói. Mẫu thân căn bản không nghe hắn, cười cười, thay giày đi ra ngoài. Trương Nguyên Quân thầm nói, tình cảnh này, xem Xuân Vãn có thể sẽ có cảm giác không giống nhau. Nhưng sau khi xem mấy tiết mục, nội tâm không hề dao động chung quy là bị kiếp trước khổng lồ giải trí tài nguyên đem khẩu vị dưỡng điêu trương nguyên quân đối với tràng già hội này đề không nổi bất luận cái gì hứng thú tivi liền mở ra ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo nổ điện thoại di động của trương nguyên quân bắt đầu len ken len ken đều là tin nhắn chúc tết của bạn học và bạn bè gửi tới người có tâm liền gửi tin nhắn hiện tại cũng không hứng thú cái tật xấu quần phát bất hồi nhưng muốn trương nguyên quân trả lời từng cái một hắn cũng không có kiên nhẫn này vì thế cũng biên tập một tin nhắn bạn biết rằng trung quốc cổ đại có hai vĩ nhân khổng tử và lão tử vì vậy những vấn đề mà khổng tử không thể giải quyết trên thế giới này lão tử sẽ giúp bạn giải quyết năm mới đã đến lão tử đã đến chúc bạn một năm mới vui vẻ ha ha đừng nghĩ sai lão tử gửi lời chúc phúc cho bạn bạn nên cảm thấy vinh dự đó xác định chọn người liên lạc gửi nhóm hoành điếm đoàn làm phim tiên kiếm đoàn làm phim đón năm mới vẫn đang đẩy nhanh tốc độ làm việc chỉ là hôm nay kết thúc công việc tương đối sớm lưu nghệ phỉ nằm trong phòng mình cũng lật tin nhắn chúc tết bạn bè gửi tới thấy trương nguyên quân gửi tới cười khanh khách người này cũng quá buồn cười đi liền đáp lại cũng chúc em năm mới vui vẻ hi hi chương tám bắt đầu chiến lược bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, theo truyền thống của nhà ông Trương, bắt đầu từ mùng 3, phải ăn từng bữa một của chú bác cô. Nhà mình làm bữa trưa mùng 3 này. Thế hệ sáu người kia của Trương Phụ, cùng thế hệ không có đạo lý tới cửa chúc Tết, hôm nay tới đều là huynh đệ tỷ muội của Trương Nguyên Quân, tức cháu trai của phụ thân. Mẹ quanh năm suốt tháng cũng chỉ nấu cơm mấy ngày nay, nhưng bữa cơm này đã bắt đầu chuẩn bị từ tối hôm trước cùng ngày còn phải dậy sớm chuẩn bị tốt nguyên liệu tươi ngon bởi vì năm sau phải chuẩn bị thử vai trương nguyên quân sau khi trở về ăn mấy bữa đã nghiền vẫn luôn khống chế ăn uống trong dịp tết cũng không ăn nhiều ngược lại khiến thân bằng hảo hữu oán giận thậm chí phụ thân cũng trách cứ hắn thật mất hứng trương nguyên quân không có ý định nói với gia đình chuyện quay phim sớm như vậy chỉ nói khai giảng hình thể có kiểm tra ăn nhiều không dễ ăn nói nhưng Trương Nguyên Quân thèm là thật thèm, mỗi bữa ăn một chút không đỡ thèm cũng không no, chỉ có thể uống nhiều nước nóng. Quy củ trong nhà, không lập gia đình cho dù làm trưởng bối, lễ mừng năm mới cũng không cần cho tiền lì xì, cái này ngược lại tiết kiệm cho Trương Nguyên Quân không ít tiền. Không cần cho, nhưng cũng không có nhận. Sau 18 tuổi, ngoại trừ tiền lì xì hàng năm của cha mẹ, Trương Nguyên Quân cũng không nhận tiền lì xì của trưởng bối nữa. Ăn đến mùng năm, Buổi tối trở về, Trương Nguyên Quân liền nói với cha mẹ phải về trường sớm. Năm trước nhận mấy quảng cáo, phải quay. Mẹ cứ nói mẹ quay quảng cáo, sao con chưa bao giờ xem qua nhỉ? Trong điện thoại con trai thường nói mình quay quảng cáo quay MV, nhưng cha mẹ chưa bao giờ xem tác phẩm của con trai trên TV. Đó là quảng cáo trực tuyến của tôi, cũng không kém mấy so với báo ảnh. Quay ở kinh thành, bọn họ cũng không có năng lực đẩy tới chỗ chúng ta chưa xem qua là chuyện bình thường. Vậy con có thể kiếm được bao nhiêu tiền bằng cách quay một quảng cáo như vậy, người mẹ hỏi. Trương Nguyên Quân vừa thu dọn quần áo của mình, vừa nói, điều kiện của con trai anh không tệ, người ta gọi là tiểu vương tử quảng cáo, ở kinh thành người mẫu coi như tương đối nổi tiếng, một quảng cáo nhiều có thể lấy 5 ngàn. Sinh hoạt phí mỗi tháng của sinh viên đại học này phổ biến chỉ có 4 500 500 năm, một quảng cáo của Trương Nguyên Quân có thể kiếm được tiền một năm của người khác khó trách người khác nói hắn là người giàu thứ hai trong bảng không hai ai là người đầu tiên đoán đi quay quảng cáo kiếm tiền như vậy mẹ vẫn bị con số này làm cho khiếp sợ khó trách các cô gái xinh đẹp đều muốn chui vào đây cũng không phải mỗi người đều có thể kiếm được tiền người xem trong tivi những cái kia chạy vai phụ cái gì là quần chúng ngay cả những người không có tên ở phía sau nhân vật chính mỗi ngày bọn họ đều kiếm được thức ăn cho đoàn làm phim cũng khổ. Người cha nói thêm: "Nghĩ cũng biết, muốn mọi người đều kiếm được số tiền này, vậy không phải đều đi làm diễn viên sao? Nói như vậy con trai ta coi như lăn lộn không tệ." "Cũng được, Trương Nguyên Quân có chút đắc ý, ở trong lớp cũng được. Trước khi anh đi gọi điện thoại cho cô, nói một chút. Bữa tiếp theo nên cô làm, anh ăn không được." "Tôi biết." Ngày hôm sau, một nhà ba người Trương Nguyên Quân ăn cơm trưa xong, do cha lái xe đưa trương nguyên quân ra sân bay mẫu thân cầm lấy một cây pháo đặt ở cửa chính qua năm mới đưa ra cửa theo lý nên đặt một cây đốt pháo xong cũng cùng con trai ngồi lên xe xe chạy rất chậm cha mẹ ở trên xe nhắc tới trương nguyên quân học kỳ mới ở trường học phải nghe lời giáo viên phải học thật tốt phải ở chung thật tốt với bạn học cũng không thiếu chút tiền này của cậu quay quảng cáo biết ý tứ là được vẫn là phải ăn ngon ngủ ngon đừng làm hỏng thân thể muốn ra ngoài chơi bóng chạy bộ rèn luyện một chút từ nhỏ thân thể cậu đã không tốt gọi thêm mấy cuộc điện thoại cho anh chị em bọn họ ở nước ngoài không có quan hệ thân thích có mấy lời không nói với chúng ta chúng ta cũng không hỏi được em làm em trai phải hỏi nhiều một chút trương nguyên quân kéo hành lý vào phòng chờ cha mẹ cũng trở về ở trên xe mẹ ở ghế lái phụ rất không được tự nhiên nói thầm đều nói nhiều con nhiều phút bây giờ ba đứa lớn như vậy mẹ cũng không được hưởng phúc gì quanh năm suốt tháng cũng không về được mấy lần cha lái xe lại không cho là như vậy con còn để ý bọn họ lớn như vậy mà phải ra ngoài sông pha đi gặp việc đời không có bản lĩnh mới rụt ở nhà buổi chiều trương nguyên quân hạ cánh xuống thủ đô bắt xe từ sân bay trở về trường học còn trong năm trường học còn chưa bắt đầu tiếp đãi học sinh ký túc xá cũng không cho vào trương nguyên quân cũng không dông dài thuê một gian phòng tạm ở khách sạn gần trường học thu dọn hành lý xong trương nguyên quân liền bắt tay vào hỏi thăm hướng đi của vương kinh vương kinh ở kinh thành có công ty của mình gọi là tinh hương vị thầy vương kính tung tuy rằng không có năng lực trực tiếp đưa trương nguyên quân vào đoàn làm phim của vương kinh nhưng ở giữa dắt dây giới thiệu hai người gặp mặt không thành vấn đề sau khi trương nguyên quân xách một chai rượu một điếu thuốc chúc tết vương lão sư lại bồi hắn uống một bữa thật ngon vương lão sư đáp ứng thỉnh cầu của mình nói là mời tôi uống một chai rượu cậu uống hơn phân nữa thầy vương nất cục cậu về trước đi tôi hỏi cậu một chút hai ngày nữa có tin tức sẽ gọi điện thoại cho cậu từ khi vào trường tới nay trương nguyên quân biểu hiện ra sự lão luyện thành thạo khiến cho rất nhiều giáo viên bao gồm cả vương kính tung cũng không coi hắn là một hài tử cần giáo huấn được, vậy anh về đây. Em đừng uống nữa, lát nữa còn phải có người hầu hạ em. Tiểu tử ngươi, tìm Thư Uyển uống chút rượu còn giáo huấn ta, đi thôi. Vương Kính Tung lại nhấp một ngụm rượu, hai mắt mê ly đưa mắt nhìn Trương Nguyên Quân ra cửa. Vương Lão Sư sẽ ra tay, nhưng Trương Nguyên Quân cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn ở Kinh Thành cũng có thể lay động mấy người, ngày hôm sau buổi chiều hắn liền nghe được, Vương Kinh công ty một cái tổng giám ngay tại Kinh Thành, chính mình không biết hắn nhưng đám kia đời thứ hai bằng hữu bên trong có rất nhiều là biết hắn vị tổng giám này theo như cách nói của bạn mình lén lúc vỗ ngựa đạp cao nâng thấp bản lĩnh luyện đến nhà dựa vào lúc còn trẻ chạy khắp nơi quen biết vài người có thể kéo đến một ít hạng mục ngồi lên vị trí tổng giám kỳ thật một bụng bao cỏ đi theo bên người vương kinh những thứ khác không học được tử sắc tài vận ăn uống chơi gái đánh bạc mọi thứ đều được mấy năm nay không ít hòa tiểu cô nương ai họa ai không liên quan đến trương nguyên quân trong giới này có quá nhiều chuyện như vậy trương nguyên quân muốn chính là hắn làm việc cho mình đầu năm nay cầu người làm việc không sợ đối phương ăn lấy thẻ chỉ sợ đối phương dầu muối không vào đây đương nhiên không phải là giá trị quan đáng đề xướng nhưng nhiều khi chiêu này thật sự có tác dụng vị tổng giám này nhiệt tình chạy sân khấu cho nên rất dễ dàng hẹn bằng hữu làm người trung gian liền nói buổi tối mời hắn uống rượu hắn không hỏi hai lời liền đáp ứng sau khi được xác nhận trả lời trương nguyên quân liền bắt tay vào đặt khách sạn và học đêm em gái trương nguyên quân không dính thứ đồ chơi này nhưng không trở ngại hắn thông hiểu phương pháp này kinh thành tiêu chuẩn trở lên oa điểm trương nguyên quân người nào không biết chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm một cuộc điện thoại đã đặt trước năm cuộc buổi tối gặp lại mắt thấy thời gian chênh lệch không nhiều lắm Trương Nguyên Quân chuẩn bị rửa mặt. Diên dòng ai vậy? Nguyên Quân, là ta, mở cửa. Một dòng nữ. Chương 9. Rượu trang tầm hoang. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Aspigon Window, Aspigon, Push. chính mình cũng ở khách sạn, có quỷ mới biết cô gái này tìm tới như thế nào. Dù không muốn gặp thế nào, cũng không thể để người ở ngoài cửa. Trương Nguyên Quân mở cửa cho người tới đón nàng vào. Ngươi lễ mừng năm mới không có về nhà. Hệ thống sưởi ấm trong phòng rất tốt, cô gái nói xong liền cởi áo lông cồng kềnh ném lên sofa, mùng ba em về rồi, ở nhà bạn học của em. Sao sáng nay anh lại đến đây? Tôi quay lại quay quảng cáo. Nghe nói ngươi muốn diễn thiên hạ đệ nhất. Đúng vậy. Trương Nguyên Quân rót một ly nước đặt trước mặt cô, việc này rất nhiều người biết, cô tìm tôi không có việc gì, có việc gì mau nói lát nữa tôi phải ra ngoài. Không có việc gì thì không thể tìm anh. Anh sợ gặp tôi như vậy sao? Ánh mắt cô gái nhìn chầm chầm Trương Nguyên Quân, trên mặt là khiêu khích và trêu chọc. Hôm nay trên người cô mặc một chiếc áo len màu đen, bên dưới là một chiếc quần dinh bó sát người, phát họa đường công cơ thể duyên dáng lưu loát. Không phải. Trương Nguyên Quân nói, tôi đã nói hai chúng tôi không thích hợp, các anh diễn đẹp trai nhiều như vậy, điều kiện của anh tốt như vậy, cho dù nhắm mắt lại tìm cũng có thể tìm được người tốt hơn tôi. Cô gái này là sinh viên năm nhất cấp 03 của trường bên cạnh, trước kỳ nghỉ hè năm ngoái, nhà máy mời các người mẫu quảng cáo ăn cơm, hai người quen biết trên bàn cơm, sau đó liền chủ động theo đuổi Trương Nguyên Quân. Em có chỗ nào không tốt, anh nói đi. Cô gái còn chưa từ bỏ ý định. Điểm ấy so ra kém Chu Dương, sau khi Chu Dương thổ lộ thất bại, quyết đoán cắt đứt liên lạc với Trương Nguyên Quân, Bài tập trong lớp cũng không cùng một tổ với Trương Nguyên Quân. Tôi không thích con gái lắm mồm được rồi." Trương Nguyên Quân nói. Cô gái vừa nghe liền biết Trương Nguyên Quân đang lừa gạt chính mình. "Ngươi lời này lừa gạt quỷ đi thôi, nàng miệng là có chút lớn, nhưng tướng mạo khí chất là vô cùng tốt, đặc biệt là cái kia một đôi chân dài, nàng biết lớp học rất nhiều năm đồng học thường xuyên nhìn lén chính mình đùi đẹp, chính nàng cũng rất đắc ý đôi chân này." Lát nữa anh có việc không tiện giữ em lại ngươi làm chuyện của ngươi ta lại không quấy rầy ngươi tôi muốn tắm em tắm cho em đi chẳng lẽ muốn anh tắm cho em sao ngươi để cô gái ở phòng khách phía trước trương nguyên quân quay qua thu dọn quần áo tắm rửa trương nguyên quân đem tất cả quần áo trong ngoài mình muốn thay đều mang vào phòng tắm sau đó khóa cửa bắt đầu tắm rửa cô gái chủ động thì chủ động nhưng quả thật không to gan đến mức gõ cửa phòng tắm. Trương Nguyên Quân an ổn tắm rửa xong, thay quần áo xong, lại tốn vài phút sấy khô tóc. Trương Nguyên Quân vốn tưởng rằng cô gái sẽ tự giác rời đi, nhưng cô vẫn ngồi trên ghế sofa. Thấy Trương Nguyên Quân thu dọn, cô gái đứng dậy. Anh muốn đi đâu? Nói chuyện gì? Tôi có hẹn với một tổng giám đốc của công ty Vương Kinh. Ta cùng ngươi đi. Bà cô nếu không có việc gì thì bà về đi trường hợp đó bà có thể tham gia sao ta làm sao không thể đi luận uống rượu ngươi chưa chắc uống được ta tổng giám này không chỉ dễ uống rượu còn háo sắc vạn nhất hắn coi trọng ngươi ngươi làm sao bây giờ không phải có ngươi sao ta dù sao cũng là cầu người làm việc hắn đến lúc đó muốn ta thả ngươi đi ta thả hay không thả thấy cô gái thực sự có chút khiếp đảm trương nguyên quân tiếp tục nói cậu thử nghĩ xem một đám đàn ông buổi tối tụ tập cùng nhau bàn xong công việc còn có thể nói chuyện gì thừa dịp mấy ngày này không nhiều lắm ngươi đi dạo khắp kinh thành thật tốt nhất định phải làm người lớn theo ta đi xã giao đó là nơi ngươi đi cũng không đợi cô gái nói chuyện trương nguyên quân nói tiếp đi thôi anh đưa em xuống gọi xe đưa em về sau khi tiễn cô gái trương nguyên quân lại tự mình gọi xe đến nhà hàng đã hẹn hai người bạn tốt giật dây tới trước Mọi người hẹn là 6 giờ rưỡi tối, nhưng ba người ngồi đến 7 giờ, còn không thấy đối phương đến. Mới vừa oán giận hai câu, cửa ghế lô mở ra. Xin lỗi xin lỗi, người tới là một người đàn ông trung niên bụng phệ, trong đôi mắt nho nhỏ lóe lên sự không khéo và con buông, công việc quá bận rộn. Các người chờ lâu chưa? Ngồi một chút đi. Người đi cùng hắn xem ra là thuộc hạ của hắn. Mọi người hàng huyên một phen, phân biệt ngồi xuống vị trần tổng giám này ở trong bữa tiệc đầy đủ bày ra cái gì gọi là quán rượu lão bánh quẩy hai chén vào bụng dễ nói buồn cười cái gì cũng dám nói cái gì trâu cũng dám thổi huynh đệ đoàn làm phim chọn diễn viên không thể cái gì cũng để cho đạo diễn chọn đi còn không phải chúng ta tới làm không phải ca ca cùng các ngươi thổi đoàn làm phim dùng ai không cần ai tất cả đều là ta định đoạt công ty chúng tôi năm nay chuẩn bị quay năm bộ phim lớn vương ngữ yên kia tên là lưu gì chứ lưu nghệ phỉ trương nguyên quân ở một bên bổ sung đúng lưu nghệ phỉ hai ngày trước cô ấy còn gọi điện thoại cho tôi xin vai diễn nói dẫn nghiệp vụ quản lý của lưu nghệ phỉ bây giờ là do mẹ và cha đỡ đầu phụ trách bản thân cô làm sao có thể gọi điện thoại cho anh đòi vai diễn nhưng trương nguyên quân vẫn nâng đỡ đối phương một câu vậy cuối cùng cô ấy có đóng vai không tôi có thể giao nhân vật cho cô ấy đơn giản như vậy cầu xin tôi không có một vạn cũng có tám ngàn cô ấy còn phải xếp hàng vị trần tổng giám này lại uống một chén bữa rượu này xem như đem hắn uống ngon trương nguyên quân tiếp theo an bài nửa hiệp sau đến buổi tối vị tổng giám này càng như cá gặp nước hắn cùng hắn hai cái thuộc hạ ba người cùng năm cái chức nghiệp tiểu mùi vừa nói vừa cười uống rượu vung quyền mấy cái hạ lưu chuyện cười càng là chọc cho cả hội trường cười to. Trương Nguyên Quân rời đi đi toilet. Lúc đi ra, cảm giác có một ánh mắt vẫn đi theo phía sau mình. Trương Nguyên Quân nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau, quả nhiên thấy một cô gái vội vàng trốn vào đám người. Trương Nguyên Quân kéo cô gái ra. "Không phải anh đưa em về sao, sao em lại đi theo anh?" "Ai tới đây với anh, tự tôi tới chơi." Trương Nguyên Quân đang muốn giáo huấn hai câu ai ngờ trần tổng giám cũng đi ra thuận tiện đang nhìn thấy hai người ôi trương lão đệ không giới thiệu cho anh trai à ánh mắt người đàn ông không kiên nể gì đánh giá cô gái từ trên xuống dưới trương nguyên quân nói đây là bạn học của tôi bạn học à vậy càng phải uống một ly thật tốt đi hôm nay anh mời em uống rượu nói xong cũng không tiện mạnh mẽ lôi kéo hai người một lần nữa trở về uống tiếp cho dù có trương nguyên quân thay cô gái đỡ mấy chén rượu nhưng đối mặt với loại tay lão luyện này cô gái căn bản không phải là đối thủ không tới mấy phút đã bị lừa gạt tôi tên là trương lệ học sinh trung diễn người tỉnh quế người đang ngồi chỉ cần còn có chút lý trí đều biết hắn đang đánh chủ ý với trương lệ trương nguyên quân không thể ngồi yên mặc kệ không phải dễ uống rượu sao tiểu gia ta liều mạng trương lệ hiện tại mặc dù chỉ học năm nhất nhưng cũng không phải tiểu bạch thỏ ngây thơ gì, tâm tư lão nam nhân này nàng liếc mắt một cái liền hiểu được. Vì thế, dưới sự liên hợp cố ý của nhị trương, hai người liều mạng rót rượu cho nam nhân. Nam nhân trà trộn quán rượu nhiều năm, căn bản không sợ loại tràn diện này, nghĩ thầm. Ta còn uống không lại hai người học sinh tể. Cũng không để cho thủ hạ cản rượu, kính một chén uống một chén, ai đến cũng không cự tuyệt, lý do gì hắn cũng tiếp uống hai lượt hắn liền cảm giác không thích hợp, tử lượng nam nhân này trung bình lệch, không phải đối thủ của hắn. Tìm thư uyển www sinh com nhưng em gái sinh viên tỉnh Quế này thật sự có thể uống, sau mấy chén, mặt cô không đỏ tim không đập, nói chuyện đầu lưỡi cũng không thắt lại. Hắn ngược lại có chút không chịu nổi. Huynh đệ, ngươi yên tâm, không phải chính là cái nhân vật sao, bao ở trên người ta. Chính là cái này mùi tử muốn nhân vật ta cũng cùng nhau làm. Cũng không cần thử vai, buổi tối theo tôi về công ty, chúng ta lập tức ký hợp đồng. Anh, có những lời này em yên tâm rồi. Nào, chúng ta uống thêm một ly nữa. Không được. Miệng hắn đã có chút trung rẩy, buổi tối còn có chính sự phải làm, không thể uống nữa. Chỉ uống một ly, ly cuối cùng. Đến đây nào. Cuối cùng, Trương Nguyên Quân cứng rắn rót rượu xuống. Uống xong ly này, hoạt động này mới tính là kết thúc. Trương Nguyên Quân cũng không bạc đãi bọn họ, gọi cho bọn họ ba chiếc xe, liền theo năm mùi mùi, tám người cùng nhau đưa về phòng khách sạn. Lại nhét một bao lì xì xa xỉ vào túi anh, lúc này mới tính là xong. Vui lắm, các bạn. Theo lý thuyết, đêm nay xem như đem hắn uống cao hứng, cũng không biết hắn có thể hay không cho mình làm việc. Thế nào? Hối hận đi theo sao? trương nguyên quân hỏi trương lệ bên cạnh cô cho rằng hắn là thứ tốt gì trương lệ biết đêm nay nếu không phải trương nguyên quân chủ động liên hợp trót rượu nàng thật đúng là không nhất định uống được đối phương nếu sau này gặp phải loại tình huống này hậu quả là gì nàng đều có thể tưởng tượng được lời nói của đối phương tuy có thành phần khoác lác nhưng hắn thật sự là tổng giám của công ty vương kinh hắn cũng thật sự có quyền lên tiếng chính mình hoặc là những cô gái khác muốn lên diễn thật sự có thể ngăn cản sự hấp dẫn của hắn sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đối phương khẳng định dùng lời khách sáo này lừa gạt vô số tiểu cô nương. Chương 10 Ngày nghỉ kiến thức Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Aspigon Window, Aspigon, Push, sắc đẹp, bất kể là nam hay nữ, giới giải trí đều không thiếu. Một khuôn mặt xinh đẹp chỉ là tấm vé vào cửa cho ngành công nghiệp này. Trương Lệ rất xinh đẹp, nhưng cũng không phải loại mỹ nữ tuyệt sắc làm cho người ta thấy liền đi không nổi cho nên trần tổng giám không có được trương lệ cũng không cảm thấy mất mát tối hôm qua tám người nằm sấp hắn chơi rất tận hứng rất hài lòng muốn nói người hiện tại còn có chút đạo đức nghề nghiệp lấy chỗ tốt thật biết làm chút chuyện không giống phía sau đen ăn đen lấy tiền không làm việc có rất nhiều vị tổng giám này thật đúng là hỏi thăm hành trình của vương kinh và nhân vật trong đoàn làm phim cho trương nguyên quân mặt khác sau khi trương lệ về đến nhà bắt đầu một lần nữa xem xét lại quan hệ của cô và trương nguyên quân thiếu nữ hoài xuân luôn hy vọng mình có thể gặp được bạch mã hoàng tử hắn thân hình cao lớn phải sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái khuôn mặt thanh tú tốt nhất là đầy bụng kinh luân tài hoa hơn người trương nguyên quân đích xác phù hợp với hết thảy tưởng tượng của nàng đối với tình nhân hoàng mỹ của bạch mã hoàng tử nhưng sau tối hôm qua hình tượng trương nguyên quân ở trong lòng nàng sụp đổ. Anh ấy không trưởng thành như một thiếu niên 19 tuổi trên bàn rượu. Sự quen thuộc của hắn đối với nơi này, nắm chắc kỹ xảo mời rượu, cùng với thành thạo kết giao với người khác trong quán rượu, đều xoay chuyển hình tượng của trương lệ đối với trương nguyên quân. Dùng từ trung tính nói, trương lệ cảm thấy trương nguyên quân quá khéo đưa đẩy quá lõi đời. Dùng từ hậu thế mà nói, chính là giàu mỡ trương lệ cảm thấy trương nguyên quân cũng không còn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái như vậy trải qua một đêm nàng phát hiện mình hình như không thích trương nguyên quân nữa trái tim thiếu nữ có đôi khi chính là mẫn cảm cùng nắm bắt không thấu như vậy trương lệ nghĩ như thế nào trương nguyên quân không thể nào biết được sáng sớm hắn từ chỗ thầy vương kính tung biết được ngày mốt vương kinh trở về kinh thành chuẩn bị khởi động máy thiên hạ đệ nhất thời gian khởi động máy định vào tháng tư thầy vương tìm được một tổng giám họ trần rất có quyền lên tiếng của công ty vương kinh ông ta có thể thay trương nguyên quân giật dây bắt cầu trương nguyên quân nghe vương lão sư vừa nói như thế nở nụ cười ngài tìm cái kia tổng giám có phải hay không gọi trần đại nhân đúng vậy như thế nào quen à hôm qua tôi vừa ăn cơm với hắn chúng tôi tìm một người trương nguyên quân nở nụ cười vương lão sư cười mắng tiểu vương bác đảng, mình có thể tìm người còn làm phiền ta. Ta nghĩ chính mình cũng tìm xem, song trọng bảo hiểm nha, không nghĩ tới đụng vào nhau. Lão tiểu tử này đã nhận lễ. Người này ta biết, tuy tham tài háo sắc tay chân không sạch sẽ, nhưng coi như quy củ, hắn nhận lễ của ngươi nhất định sẽ làm việc cho ngươi. Còn nữa, đã có học sinh cá biệt trở về trường, giáo viên ngày mai cũng bắt đầu đi làm, ký túc xá ngày mai sẽ mở, cậu đừng ở khách sạn, Lãng phí tiền lại không an toàn. Được, ta ngày mai trở về ký túc xá ở. Trương Nguyên Quân đáp ứng một tiếng, liền trở về. Vừa ra khỏi cổng trường, liền nhận được tin nhắn của ngân hàng, thông báo đến sổ sách một triệu. Xem ra là lão đại kiếm được tiền. Vừa định gọi điện thoại đi Mỹ, điện thoại của đại ca đã tới. Tiền gửi qua cho anh rồi. Nhận được rồi. Giữa anh em không quen nói cảm ơn, tôi chỉ cần tám trăm ngàn cậu cho tôi một trăm vạn làm gì nên tiêu thì phải tiêu nên tiết kiệm cũng phải tiết kiệm rốt cuộc là anh trai cho tiền còn phải giáo huấn hai câu nhiều thì anh giữ lại ở trường học nghe lời thầy quay phim cho tốt biết bên tôi còn có việc cúp máy đây nam nhân trong lúc nói chuyện vĩnh viễn là đi thẳng vào chủ đề ngắn gọn rõ ràng như vậy tiền tới tay có một số việc liền dễ làm ngày hôm sau trương nguyên quân kéo hành lý của mình trở lại ký túc xá đang quét dọn la tiếng cùng chu á văn hai người đến hai người đón năm mới không về nhà đều gặp cơ hội ở hoành điếm và hoài nhu bọn họ dựa vào danh tiếng của bắc điện cùng với sự đề cử của giáo viên cũng không đến mức diễn vai phụ đây là chiêu bài đập phá trường học có thể diễn đại phối nhưng nói tóm lại trong khoảng thời gian nghỉ đông này bọn họ cũng không thoải mái Ba người một bên quét dọn ký túc xá, hai người la chung một bên nói về kiến thức nghỉ đông của mình. Thật ra lúc trước tôi đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng thực tế nhìn thấy thật đúng là lấy làm kinh hải. Nữ chính xuống phim liền đường hoàng đi vào phòng nam chính, một chút cũng không kiên dè. Dạ. Tôi còn hỏi thợ quay phim, nói đạo diễn mặc kệ sao. Anh đoán người ta nói như thế nào? Người ta nói, chuyện này có quan tâm gì, tất cả mọi người làm như vậy trương nguyên quân liền dư thừa hỏi không sợ người trong đoàn làm phim nói ra sao hơn nữa chúng ta người nhỏ lời nhẹ nói ra ai tin cái này coi như tốt nói khó nghe thì gọi là vợ chồng đoàn làm phim nói dễ nghe thì gọi là vì diễn mà sinh tình người ta nam chưa lập gia đình chưa gả lau súng cướp cò ở đoàn làm phim cũng không có gì để nói chu á văn nói tôi vào đoàn làm phim kia tôi cũng nghe nói ha từ đạo diễn phó đạo diễn đến biên kịch rồi đến trang điểm quay phim, nữ chính trước khi khởi động máy đã mở cửa. La tiếng tiện vèo vèo hỏi. Cậu không nhặt tiện nghi à? Tôi là loại người đó sao? Chu Á Văn giống như con chuột bị giẫm trúng đuôi. Cậu giả vờ. La tiếng biết gì đó, tối mùng ba tớ thấy cậu đón xe đi ra ngoài, cả đêm không về, cậu đừng nói với tớ cậu đi ăn khuya. Tôi. Đó là đoàn làm phim có việc. Chu Á Văn bị người ta bắt được đau chân, giọng nói càng lúc càng nhỏ. Trương La hai người dùng ánh mắt, lừa gạt huynh đệ cũng được, đừng lừa gạt chính mình, nhìn thoáng qua Chu Á Văn. Chu Á Văn thức thời câm miệng, cúi đầu lau bàn. Ba người quét dọn phòng ngủ xong, liền ra ngoài ăn cơm. Là tiếng nói trong kỳ nghỉ đông cậu có quen vài phó đạo diễn. Có vai chúng ta có thể cùng nhau. Không ai đem thiên hạ đệ nhất và quy hải nhất đau để ở trong lòng sao không ký với đường nhân thật là cơ hội tốt a à? ký là có thể diễn nhân vật chính như lý tiêu giao hai người còn đang tiếc hận vì trương nguyên quân cự tuyệt lý tiêu giao tìm thư uyển ta nhìn nam sinh tên hồ ca kia hình tượng khí chất kém ngươi một mảng lớn tôi tạm thời không muốn ký hợp đồng với công ty lý do vạn tinh dầu của trương nguyên quân đây chính là nguyên nhân la tiếng và chu á văn có đôi khi cảm thấy không ở cùng một chỗ với trương nguyên quân có đôi khi thái độ của Trương Nguyên Quân đối với một số thứ rất qua loa. Một số thứ bọn họ coi trọng, Trương Nguyên Quân có đôi khi là một loại thái độ không sao cả. Loại thoải mái thích ý này làm cho bọn họ hâm mộ, nhưng cũng làm cho bọn họ có chút khó chịu. Ngươi thật sự định công lực vương kinh sao? Tôi không nói đùa, nói muốn diễn quy hải một đao thì phải diễn quy hải một đao. Trương Nguyên Quân lại một lần nữa đứng đắn biểu đạt ý nghĩ muốn diễn quy hải một đao của mình một trong bốn nhân vật chính, diễn cái gì không được, diễn cái này. Ta ngược lại muốn diễn dương quá, ngươi có thể thu phục trâu quai nón sao? Trương Nguyên Quân cười nói. Năm ngoái ngay tại truyền tin tức trâu quai no nợ quay thần điêu hiệp lữ, trâu quai no nợ cũng không phủ nhận, đại phương bảo phóng viên quay chuyện hắn cùng cơ quan hữu quan địa phương hiệp thương lấy cảnh. Ta có thể giải quyết trâu quai no nờ ta tự mình lên, còn cho ngươi diễn dương quá. La tiếng cười nói vẫn vậy thôi quy hải nhất đao ta rất thỏa mãn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh có thể giải quyết vương kinh hai người chế nhạo nói vẫn không tin trương nguyên quân có thể giải quyết vương kinh tôi nghe điện thoại điện thoại của trương nguyên quân vang lên gọi điện thoại tới chính là trần tổng dám uống rượu ngày hôm qua hắn thật đúng là đem việc này làm thành nói cho trương nguyên quân vương kinh ngày mốt hồi kinh ba giờ chiều ngày mốt hắn tranh thủ thời gian một giờ có thể giải quyết hay không xem bản lĩnh của ngươi được hôm khác lại cùng nhau được rồi em bận đi có làm được hay không ngày mốt không phải sẽ biết sao